Ok, Hùng Đê xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư và chúng ta lại cùng gặp lại trong câu chuyện bản điểm tin vào ngày thứ sáu hàng tuần để chúng ta có những cái đánh giá lại toàn bộ những kịch bản mà chúng ta đã phân tích dự đoán trong tuần vừa qua, và sau đó thì Hùng Lê cùng với tất cả anh chị em của chúng ta sẽ trao đổi một vài ý về cái định lượng thị trường trong tuần mới, và cũng như là chúng ta sẽ đi phân tích một số các cái mã cổ phiếu. Thì về cơ bản là trong tuần vừa qua thì bản tin kết tuần thì Hùng Lê đã ra bản tin video số số 103. Trong đó có đề cập đến một cái ý, đó là cái vùng đệm 800 điểm sẽ là cái vùng mà sẽ quyết định cái xu hướng tiếp theo của thị trường. Và sau đó thì Hùng Lê vẫn tiếp tục khuyến nghị cộng đồng nhà đầu tư của chúng ta, tất cả những anh chị em của chúng ta vẫn tiếp diễn những cái mã chủ đạo, những cái sóng chủ đạo và những cái nhóm ngành chủ đạo đã Hùng Lê đã phân tích liên tục trong thời gian vừa qua. Đó là P, tức là dầu khí, các cái mã cổ phiếu của nhóm ngành dầu khí, banh là các cái nhóm ngành ngân hàng, và một số các cái mã cổ phiếu trụ và một số các cái mã cổ phiếu blue chip cơ bản tốt, một số cái mã blue chip cơ bản tốt. Thì trong cái bản tin mà Hùng Lê có đề cập đến, tức là ngoài cái việc Hùng Lê phân tích các cái bản tin định lượng hàng tuần, thì hàng ngày thì Hùng Lê sẽ có những cái phân tích định lượng cơ bản nhất để cho chúng ta có thể hình dung ra được một cái một cái gọi là cụ thể nhất. Thì trong cái bản điểm tin vào 2-3 giờ tối ngày 10 tháng 5, tức là trước khi mà giao dịch tuần mới, thì trên tin Zalo Hùng Lê có hai bản tin định lượng cơ bản nhất, đó là một bản tin vào tối chủ nhật và một bản tin vào tối ngày thứ tư, để chúng ta đánh giá lại cái kịch bản là phân tích ở cái ngày thứ sáu là chúng ta phân tích như vậy đúng hay sai và có những cái điều chỉnh hay không. Thì về cơ bản là trong cái điểm nhấn, đó là chúng ta sẽ tập trung để chúng ta phân tích vào cái việc cái phiên giao dịch của ngày thứ sáu, đó mổ xẻ cái phiên giao dịch của ngày thứ sáu. Thì bản thân là Hùng Lê đã có một khẳng định, thứ nhất là cái trend chủ đạo thì vẫn đang là trend lên và dòng tiền lớn thì đã vào, và kịch bản cho cái giao dịch thị trường tuần tới thì đây, tức là VN Index có thể sẽ test lại cái mốc 800 điểm phái sinh ở mốc 772 điểm, và đây tất cả những cái phân tích của Hùng Lê. Và cùng với đó thì các cái nhóm ngành cơ bản thì chúng ta cũng gọi là chúng ta sẽ rất là những cái nhóm ngành mà ví dụ P, banh trụ và blue chip thì gần như là Hùng Lê đã có những cái phân tích rất là cụ thể rồi. Và một cái quy trình của team của chúng ta, đó là chúng ta sẽ đi phân tích tổng thể của thị trường, sau đó thì chúng ta sẽ đi phân tích sóng ngành. Đi phân tích sóng ngành xong thì chúng ta sẽ đi phân tích các cái mã cổ phiếu mạnh của sóng ngành, và sau đó thì chúng ta sẽ đi phân tích các cái mã cổ phiếu mạnh nhất của cái ngành đó. Thì đấy là cái quy trình của chúng ta, và Hùng Lê cũng trong thời gian vừa qua thì cũng đã có những cái buổi ợp team để chúng ta có được những cái chia sẻ kinh nghiệm cùng với tất cả anh chị em của nhà đầu tư. Thì đây là một cái hoạt động mà có thể sẽ là hoạt động thường niên, sẽ được tổ chức vào ngày thứ bảy hàng ngày, thứ bảy hàng tuần. Thì có thể là tất cả cộng đồng nhà đầu tư, những anh chị nào mà chúng ta muốn tham gia thì có thể liên hệ với Hùng Lê để chúng ta đăng ký, và để chúng ta, thứ nhất là chúng ta đăng ký để chúng ta biết được cái số lượng thành viên tham gia, để Hùng Lê có thể đặt chỗ ngồi để chúng ta có những cái câu chuyện trao đổi bên lề. Và cùng với đó thì trong cái buổi ngày tối ngày chủ nhật thì Hùng Lê cũng có gợi ý thêm một cái nhóm ngành mới mà được Hùng Lê phân tích, đó là nhóm ngành thủy sản. Thì Hùng Lê thấy có những cái điểm nhấn rất là đẹp về tổng quan của các cái nhóm ngành này, và Hùng Lê có phân tích bốn cái mã cơ bản nhất, đó là VHC, mã cổ phiếu CMX. Thì thực ra là Hùng Lê đã phân tích từ rất là sớm rồi, và bản thân thì một số các nhà đầu tư đã bắt lỗi Hùng Lê là tại sao CMX lại là công nghệ, tại vì Hùng nhầm với cổ phiếu CMG. Và cái buổi đó thì Hùng cũng có nói vui lại là CMX là công nghệ hay là thủy sản thì nó cũng không quan trọng, nhưng quan trọng là nó đẹp thì chúng ta mua. Mã cổ phiếu MPC và ACL, thì đấy là một số các cái gợi ý. Và trong một tuần thì trên bản tin thì Hùng Lê đã có rất nhiều những cái phân tích định lượng về các cái mã cổ phiếu, cùng với đó là đặc biệt là phân tích phái sinh. Phân tích phái sinh cũng là một cái hoạt động mà Hùng Lê rất là chú trọng ở trong cái thời điểm hiện tại, bởi vì là giữa phái sinh và cơ sở thì chúng ta đã có
có một cái sự mối liên hệ là ví dụ như khi mà phái sinh đang ở chen lên đúng không ạ, chen long thì chúng ta sẽ tập trung, chúng ta đánh cơ sở rất ok. Nhưng ngược lại khi phái sinh có những cái động thái lình xình và có những cái động thái đi ngang thì chúng ta lại là bắt đầu lại phải có những cái gọi là cẩn thận với phái sinh đúng không ạ. Và đây thì Hùng Lê đã có những cái phân tích rất là nhiều, cập nhật rất là nhiều trong một cái tuần giao dịch thì chúng ta có rất là nhiều các cái thông tin. Và đặc biệt là trong buổi ngày hôm qua thì Hùng Lê đã thông báo cho tất cả anh chị em trên team của Hùng Lê, đó là thời điểm hiện tại thì chúng ta sẽ phải bắt đầu tính toán đến cái việc là chốt lãi của cái sóng vừa qua. Bởi vì thị trường đang có những cái dấu hiệu không an toàn và chúng ta nên đưa cái tỷ trọng tiền mặt và cổ phiếu về một cái trạng thái nó an toàn, đó là 50-50. Thì bao giờ cũng như vậy, một cái quy trình của một con sóng lên thì khi sóng lên thì tại sao Hùng Lê lại đưa ra cái nhận định này, bởi vì trong cái phiên giao dịch ngày hôm qua thì Hùng Lê bắt đầu nhận thấy rằng là thị trường của chúng ta bắt đầu có những cái dấu hiệu mà bắt đầu có những dấu hiệu suy yếu, thì tí nữa Hùng sẽ đi phân tích sâu hơn về thị trường. Thì về cơ bản là chúng ta sẽ nhìn lại ở trên tổng quan của VN Index trong tuần vừa qua thì chúng ta thấy rằng là VN Index đã có một tuần giao dịch thành công. Tại sao lại thành công? Bởi vì là đóng cửa ở đây là cây nến đóng cửa đây là ở mốc bao nhiêu ạ? Cờ lâu ở 8 à đâu xin lỗi 813 điểm, và thị trường của chúng ta đã có những phiên cao nhất ở vùng 835 điểm, như vậy là cũng đã tăng được khoảng đâu đó cho là 820 thì đâu đó tăng được khoảng 15 điểm và kết tuần ở 827 điểm. Thì về mặt lý thuyết là nhìn trên cây nến tuần của chúng ta thì vẫn là một cây nến xanh, đó vẫn là một cây nến nến xanh vẫn là một cây nến xanh. Tất nhiên là cái đà đi của thị trường thì nó đã bị chậm lại. Và tại sao lại chậm lại thì đây, tức là khi mà Hùng Lê quan sát ở phiên giao dịch bắt đầu ngày thứ hai và ngày thứ ba thì rất là tốt, ngày thứ hai và thứ ba thì rất là tốt, và đến ngày thứ tư và ngày thứ năm thì Hùng Lê bắt đầu nhận thấy là cái điểm biên trên của thị trường đó là ở khoảng vùng 835 điểm thì thị trường rất là khó khăn ở đây. Tức là dòng tiền thì vẫn tiếp tục được đẩy vào nhưng mà cái chỉ số của chúng ta không còn đi được nữa. Thì khi mà cái chỉ số không còn đi được nữa thì chúng ta cần phải đặt ra câu hỏi là tại sao không đi được nữa, đúng không ạ? Vì không còn tiền nữa, hay là dòng tiền lớn đang chững lại, hay là một bộ phận của dòng tiền đang chốt lời, vân vân và vân vân. Và chính vì cái việc mà dòng tiền đang bị chững lại nên chúng ta bắt buộc là chúng ta phải đưa vào một cái trạng thái, đó là trạng thái gọi là trạng thái dò tìm, tức là trạng thái phòng thân, đúng không ạ? Và trong buổi ngày hôm qua thì ông Lê đã có những cái khuyến nghị, bởi vì ông thấy là bắt đầu có những cái dấu hiệu suy yếu của dòng tiền. Đối với hợp đồng phái sinh VN30F1M thì chúng ta thấy rằng trong tuần vừa qua các cái điểm long short là nó gần như nó là tương đương nhau. Đó, tương đương nhau, và cái vùng 750 trở thành cái vùng hỗ trợ và cái vùng kháng cự là vùng 773 điểm. Thì chính vì Hùng Lê đã tìm thấy được trong những cái phân tích như này, dẫn đến là trong tuần vừa qua thì trên team của Hùng Lê cũng đã có những cái hoạt động về phái sinh, nói chung là rất là nhiều ở những cái vùng mà Hùng đã phân tích cách đây một ngày. Đó, ví dụ như ngày hôm qua cách đây một ngày là ngày hôm qua đó. Đây các anh chị này. Đó, và như vậy đó, những cái điểm mà kháng cự này, rồi những cái điểm vùng long lên, vùng hỗ trợ 763, 765 thì Hùng Lê luôn có những cái phân tích cực kỳ chi tiết và giúp cho anh chị chúng ta có thể nhận diện được là tức là khi chúng ta long thì chúng ta dự kiến chúng ta sẽ đóng lệnh ở đâu, và khi chúng ta short xuống thì chúng ta dự kiến đóng lệnh ở đâu. Thì cái hoạt động về phái sinh thì gần như là Hùng Lê cũng tích hợp luôn vào trong cái phân tích của cơ sở đó, và như vậy là chúng ta khi về đồng hành với team của Hùng Lê thì chúng ta có phái sinh, chúng ta có cơ sở và chúng ta có cả kho T0, tức là thị trường tăng hay thị trường giảm thì chúng ta đều có miếng để chúng ta chiến đấu. Tất nhiên đối với phái sinh thì là một cái hoạt động nó rất là khó, không phải ai cũng đánh được, và chúng ta phải cần có một cái gì đó nó thuộc về chuyên môn rất là cao. Đối với chỉ số VN30 thì Hùng Lê có dự kiến là cái nhịp này có thể đánh mắc lên chạm đến khoảng vùng 800. Và trên thực tế thì đây là cây nến mà được cao nhất của ngày hôm nay là đã chạm được 790, gần 790 điểm, tức là cách cái vùng dự báo ở đây
khoảng tầm 10 điểm nữa và VN30 cũng bắt đầu suy yếu. Và bản thân thì trong phiên ngày hôm qua, Hùng Lê cũng bắt đầu quan sát thấy những cái động thái suy yếu, gọi là động thái đi ngang của chỉ số này. Thì chúng ta cũng có thể nhìn thấy trong cái quá trình tạo lập đây, ví dụ VN30 nó có một cái trạng thái đi ngang, và sau đó nó có một cái phiên để giúp cho chúng ta nhận diện là sau một cái trạng thái đi ngang đó thì cái chỉ số này tiếp tục đi lên, hay là sau một cái trạng thái đi ngang đó thì chỉ số tiếp tiếp tục đi xuống. Đây đây cũng là một cái mẫu hình của cái việc trạng thái đi ngang, các anh chị có nhìn thấy không ạ? Đó, vậy thì khi mà thị trường mà đi vào một cái quỹ đạo, tức là nó cứ đi lừng khừng như này, thì chúng ta đưa nó vào một cái trạng thái là trạng thái sẵn sàng để chiến đấu, tức là sẵn sàng để hành động. Nếu như nó gãy biên dưới, đúng không ạ, thì chúng ta bắt buộc chúng ta phải bán tất toán tài khoản và chúng ta tạm thời chúng ta tránh ra khỏi thị trường. Nhưng ngược lại là nó phá biên trên đó, ví dụ như ở cái trường hợp này là nó phá biên trên đó, nó phá biên trên đây đó, ví dụ như vậy, sau một cái vùng tích lũy nó phá biên trên thì đây là một trạng thái nó tốt lên và chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta mua để chúng ta nắm giữ vị thế đó. Vậy thì ở phân tích kỹ thuật là chúng ta hàng tuần hàng ngày chúng ta sẽ quan sát những cái tín hiệu để chúng ta có được những cái góc nhìn tốt hơn. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ đi để chúng ta phân tích lại qua một số các cái mã cổ phiếu cơ bản nhất của thị trường. Đầu tiên sẽ là mã cổ phiếu Vinhome. Thì bản thân Vinhome ở trong thời điểm hiện tại là Hùng Lê đã phân tích một sóng lên ở đây. Phân tích một sóng lên từ vùng 55. Mục tiêu đầu tiên của Vinhome ở vùng 70 đã đạt được, và sau đó thì có những điểm test ở khoảng vùng giá 65. Những cái điểm test của vùng 65 này không gãy thì Vinhome tiếp tục công lại vùng 70, và đây là một cái phiên đây là một cái phiên mà Vinhome đã break khỏi cái nền 70. Thì khi mà cái xu thế cổ phiếu mà đã đánh qua cái nền nền kháng cự thì bây giờ vô hình dung là chỗ cái nền 70 này sẽ trở thành cái nền hỗ trợ của Vinhome trong ngắn hạn. Và với những cái điểm test kỹ thuật của Vinhome ở vùng 70 thì chúng ta tiếp tục quan sát Vinhome ở phiên thứ hai và phiên thứ ba tuần tới. Khả năng với những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì Vinhome sẽ cần thêm 1 đến 2 phiên nữa sẽ test lại ở cái vùng 80 trước khi mà có hành trình lên vùng 70, trước khi mà có hành trình lên vùng 80 hay không thì chúng ta sẽ tiếp tục quan sát động thái Vinhome. Về về cơ bản thì cái trend xu thế của Vinhome thì nó chưa bị suy yếu và vẫn đang là đảm bảo một cái tính là trend lên với cái điểm hỗ trợ kỹ thuật ở vùng 70. VIX ở trong giai đoạn hiện tại thì VIX đang đi ngang, cơ bản là đi ngang, tích lũy ở nền 90 đến 92 và biên trên của Vinhome đó là nền 100. Trong tuần thì chúng ta đấy, những cái kịch bản mà Hùng Lê đã đưa ra, có thể Vinhome sẽ chạm trần 7100 và sau đó thì có những cái điểm test lại, thì đây là những cái điểm test cung lại của Vinhome ở vùng 90. Điểm test cung này không gãy thì thì VIX lại có những cái động thái kéo lên. Thì về cơ bản trong cái thời điểm hiện tại thì VIX cũng sẽ chưa thể tăng mạnh được ngay, và dự đoán là cái biên nó đi ngang hẹp ở trong cái biên này thôi, chưa có gì đột biến, và bản thân VIX thì cũng không 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 đáng để chúng ta tham gia đầu tư ở trong cái thời điểm này. Và khi mà có một trong những cái tín hiệu bị phá thì lúc đó thì chúng ta sẽ có được những cái định lượng tiếp theo của VIX. Bản thân VRE đó, VRE đây anh chị có thể nhìn thấy lại những cái kịch bản mà chúng ta phân tích. Định lượng khi mà VRE chạm ở cái vùng 27 27 26 ở đây thì Hùng Lê đã có những phân tích của sóng giảm, và cái sóng giảm này nó chạm về đâu đó khoảng vùng 23. Cổ phiếu tích lũy trở lại thành công thì chúng ta có được một cái target tiếp theo đâu đó về khoảng vùng 25 đến vùng 26. Trên thực tế là cái cổ phiếu của VRE phiên này cao nhất là đóng cửa kéo lên được vùng 25 chấm 5, thì cơ bản là chốt được ở vùng 25.5, và sau khi chốt được vùng này thì VRE có những cái điểm suy yếu đây. Và hiện tại thì bắt đầu là những cái tín hiệu kỹ thuật thì VRE đang cho thấy là những cái dự báo của chúng ta nó khá là chính xác về cái việc là khi mà chạm về cái trần lại vùng 25.5, vùng 26 thì cổ phiếu sẽ chỉnh giảm lại. Và chúng ta lại tiếp tục quan sát lại ở cái vùng 22 đến khoảng vùng 23, cơ bản là VRE với xu hướng hiện tại chung của thị trường thì có thể là sẽ test lại ở cái vùng này một lần nữa, và ở cái vùng này thì chúng ta lại quan sát tiếp, nếu như không gãy thì chúng ta lại mua đó. Vậy thì cùng một cái mã cổ phiếu VRE, nếu như chúng ta bắt được những cái nhịp điểm hỗ trợ và điểm kháng cự thì chúng ta sẽ mua ở kháng cự hỗ trợ và chúng ta sẽ bán ở kháng cự đó, rất là nhịp nhàng như vậy thì chúng ta sẽ tối ưu hóa được lợi nhuận, đúng không ạ? Thay vì cái việc là một số rất nhiều nhà đầu tư mua phải ở vùng 26 27 đây, thì khi các anh chị xem những bản tin của Hùng Lê chắc chắn các anh chị sẽ không mua ở đây, bởi vì các anh chị biết là ở đây là gặp kháng cự rồi đó. Còn ngược lại là rất nhiều những nhà đầu tư bán ở vùng 22 23
Thì các anh chị xem bản tin của ông Lê rồi thì các anh chị sẽ không bán ở vùng này nữa, mà chúng ta lại canh mua ở vùng này để chúng ta có được một cái nhịp tiếp theo. Đó thì đấy là những cái giá trị mà ông Lê mang lại cho nhà đầu tư. Chúng ta cũng rất là dễ dàng thôi, chúng ta rất là dễ để chúng ta theo dõi. SAB, bản thân SAB đó, hiện tại là SAB tiếp tục gặp cái vùng kháng cự ở vùng 180 sau khi có những cái điểm nhấn kỹ thuật ở đây, đó là vùng 160, 59, 160. Bản thân SAB nó mang tính tạo lập và chúng ta cũng không đầu tư mã cổ phiếu này. Với những cái tín hiệu hiện tại thì SAB khả năng lình trình thôi, lình trình đi ngang ở quanh vùng 170 đến vùng 180, và cái động lực để mà SAB đi mạnh là gần như nó không có, nó gần như không có. Và mã này thì gọi là chúng ta phân tích để chúng ta nhìn nhận góc độ thị trường thôi. Vinamilk ngày hôm nay bị chốt tương đối mạnh nha, nhưng mà cầu mua vào cũng khá là tốt. Vinamilk bản thân Vinamilk thì các anh chị xem lại là hôm nay đã phân tích một sóng lên từ từ những cái ngày 25 tháng 3, và chúng ta liên tục có một cái hành trình phân tích của Vinamilk ở đây. Vinamilk đã hoàn thành target vùng 105, sau đó thì tiếp tục hoàn thành target ở vùng 110. Và trong tuần thì Vinamilk đã có một cái phiên kéo lên rất là khủng hoảng ở đây. Và khi mà kéo lên như này thì ông Lê đã ngay lập tức đã có những cái phân tích định lượng cho tất cả những anh chị em trong team, đó là chúng ta sẽ không mua mua đuổi, mua gom làm cái gì cả. Bởi vì bản thân là chúng ta nhìn thấy đây, cái cách đánh của Vinamilk đó là khi đánh lên một nhịp thì gần như là Vinamilk trả hết cần cung. Đó thì cái vùng 110 là cái vùng mà Vinamilk đã hoàn thành. Và như vậy sau khi hoàn thành cái vùng này thì Vinamilk sẽ test lại cung ở vùng 110. Thì rõ ràng là nếu như mà cổ phiếu mà khỏe thì sẽ không bị gãy 110, còn nếu cổ phiếu mà yếu hơn thì có thể là cái điểm test cung này của Vinamilk có thể rơi về khoảng vùng 107. Đối với cái điểm mua của Vinamilk thì gần như ở cái giai đoạn hiện tại thì Hùng Lê cũng không còn khuyến nghị mua nữa, bởi vì là trong phiên ngày hôm qua thì Hùng Lê đã khuyến nghị là tất cả những tài khoản là chúng ta sẽ canh để chúng ta chốt vị thế và chúng ta đưa hiện thực hóa lợi nhuận trong cái thời gian vừa qua. Chính vì vậy nên là những cái điểm phân tích kỹ thuật này để giúp cho các anh chị chúng ta, nếu mà chúng ta đang cầm nắm Vinamilk thì chúng ta sẽ canh ở kiểm tra lại ở cái vùng 110, nếu như gãy 110 chúng ta bán luôn. Trường hợp không gãy 110 có thể có những cái điểm lên đây thì chúng ta canh chốt ở vùng 115 đến vùng 120. Cơ bản là không khuyến nghị mua nữa. VDC hàng không. Ở VTC như vậy là sau khi mà hoàn thành cái điểm ở đây là điểm 120, thì VTC đã trong tuần đã có một cái điểm test khá là sâu, và với điểm test này thì gần như là nó bị phá kỹ thuật. Tức là nếu về mặt lý thuyết là điểm test kỹ thuật của nó chỉ khoảng rơi khoảng vùng 117 thôi, nhưng trên thực tế là VTC đã gãy mất vùng 117, và như vậy là cái kịch bản mà VTC để đánh vừa thoát lại cái vùng 120 này nó sẽ không còn. Với những cái tín hiệu ngắn thì Hùng Lê đang nhìn thấy là VDC đang bước vào một sự suy yếu nhất định, khi mà tín hiệu dòng tiền cái tín hiệu dòng tiền rất là quan trọng đang có những tín hiệu đi xuống, đường MACD thì đang khá là xấu. VDC sẽ test lại vùng ở đây là vùng 110, và chúng ta sẽ quan sát ở vùng 110. Nếu như gãy vùng 110 thì VDC sẽ có những cái xu hướng mà sẽ test lại ở những vùng thấp hơn. Chúng ta phân tích tiếp mã cổ phiếu ngành hàng không nữa là HVN. Thì bản thân HVN chúng ta đã có phân tích một cái nhịp sóng lên ở đây, lần lượt từng cái điểm target ở vùng 25, sau đó là cái điểm cuối cùng ở vùng 28, thì về lý thuyết là cổ phiếu này đã đạt đạt vùng 28, và vấn đề là có chạy lên được vùng 32 hay không, thì đến thời điểm hiện tại là cổ phiếu này vẫn chưa chạy lên được đến vùng 32. Lý do là khi chạm trần, tức là chạm vùng 28 này, thì cổ phiếu lại bị dội lại. Đó, cái kịch bản ở trong tuần vừa 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 qua là chúng ta đưa ra là tiếp tục đánh lại vùng này, dội lại. Và với những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại như vậy thì và xu hướng thị trường chung đang hơi xấu thì nó lại test lại cái vùng này, tức là bây giờ sẽ test lại khoảng vùng 26, kiểm tra lại vùng 26. Nếu không gãy vùng 26 thì cổ phiếu sẽ tiếp tục lình trình đi ngang. Gãy vùng 26 thì cổ phiếu chính thức là bị gãy chen, tức là cái điểm target cao nhất của chúng ta chỉ đạt được ở vùng 28 chứ không có target 32. Đó thì các anh chị lưu ý. Cảng hàng không ACV, một cái mã này thì cũng rất nhiều những anh chị em của chúng ta quan tâm đến mã này.
Và về mặt phân tích định lượng của Hùng Lê thì vẫn đấy, đây là những cái mà chúng ta đã phân tích trong những bản tin trước, và cái vùng mà chúng ta kỳ vọng khoảng vùng 61.5. Và hiện tại thì ACV đã có những cái tuần đi ngang, vẫn là cơ bản đi ngang ở quanh cái vùng này thôi và chưa vượt được cái vùng 61.5. Và chưa vượt được cái vùng 61.5 thì chúng ta chưa có được những cái target tiếp theo. Và về cơ bản những tín hiệu hiện tại thì động lực để tăng của ACV nó không có, và chúng ta lưu ý giúp Hùng Lê cái vùng giá 57. 57 là một cái vùng đệm về mặt kỹ thuật của cổ phiếu này. Nếu như cổ phiếu này bị phá vùng 57 thì cổ phiếu sẽ có xu hướng test lại ở những vùng thấp hơn ở dưới này, và chúng ta như vậy là chúng ta bắt buộc chúng ta phải bán ra để chúng ta bảo toàn tài khoản, chúng ta sẽ chờ đợi những cái cơ hội khác. BVH ngày hôm nay cũng bị bán tương đối mạnh. BVH bị bán tương đối mạnh thì trong những cái kịch bản mà chúng ta phân tích và định lượng về BVH, đó là chúng ta phải có được một cái target thiết kế của BVH ở đây, đó là vùng 50. Và trên thực tế thì cổ phiếu này đã kéo qua vượt thoát vùng 50, tuy nhiên là không giữ được cái vùng 50, và trong phiên ngày hôm nay, phiên kết tuần thì BVH đã bị rơi khỏi cái quỹ đạo, tức là rơi khỏi cái điểm hỗ trợ kỹ thuật này. Thì về mặt lý thuyết là các anh chị có thể nhìn lại đây, chúng ta nhìn lại rộng rộng hơn một tí, trong cái kịch bản đồng lên phân tích của BVH khi chạm trần 50 và không 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 vượt được, đúng không, thì lại có xu hướng test lại nền cũ, tức là test lại cái nền ở đây là khoảng nền 42.5 đến khoảng nền 43.5 đó. Và với một cái kịch bản hiện tại như thế này thì BVH sẽ cũng lại quay lại cái gọi là cái vòng vòng quay cũ, đó là sẽ kiểm tra lại ở một cái nền đâu đó khoảng nền 45 ở đây, trước khi có những cái động thái tiếp theo, tức là chạm trần mà không vượt được trần thì sẽ quay trở lại. Tích lũy Mansan hôm nay cũng bị chốt khá là mạnh. MSN đối với Mansan thì Hùng Lê đã có phân tích một cái sóng của Mansan ở vùng 48.5 ở đây, từ đây là Hùng đã có những cái điểm phân tích, các anh chị xem lại. Và chúng ta có cái vùng 61.5 là một cái vùng rất là quan trọng, và Hùng Lê trong cái bản tin phân tích tuần tuần trước là Mansan đóng cửa ở đúng cái vùng 61.5, thì Hùng Lê có tiếp tục có phân tích định lượng về cái kịch bản của Mansan, đó là Mansan sang tuần sẽ có thể sẽ đánh chạm vùng 65 đến vùng 66. Đây, vùng 65 đây, và trên thực tế là Mansan đã kéo phiên ngày hôm nay là đã kéo qua vùng 65. Và phiên ngày hôm nay là phiên kết tuần đó thì Mansan cũng ngấp gọi là xít soát ở vùng 65, và cái vùng này thì lại trở thành một cái vùng kháng cự tiếp theo của cổ phiếu. Thì thường là khi cổ phiếu chạm kháng cự thì sao, thì nó sẽ phải, thứ nhất là phải có một cái lực cầu rất là mạnh để bươn qua, còn nếu nó không bươn qua thì nó lại phải quay lại cái vùng hỗ trợ ngắn nhất. Thì ở cái vùng 61.5 này trước đây là vùng kháng cự thì bây giờ nó sẽ lại trở thành cái vùng hỗ trợ của Mansan. Thì trong tuần tới chúng ta sẽ quan sát Mansan ở khoảng vùng 61.5. Thì về lý thuyết là cổ phiếu này sẽ đi ngang ở quanh vùng 61.5 đến vùng 62, tích lũy trở lại ở đây. Và khi tích lũy thành công thì chúng ta sẽ có được những cái target tiếp theo của Mansan. Còn về cơ bản là bây giờ Mansan là đi vào thế thủ chứ không phải thế công. Đó, thế công là phải vượt ngày phiên ngày hôm nay phải vượt thoát 65 thì gọi là thế công, còn bây giờ là phải lui về thế thủ. Và về cơ bản thì những cái target mà chúng ta định lượng trong cái quá trình mà chúng ta phân tích thì về cơ bản là nó đã đạt được, đúng không ạ? Vùng đầu tiên là vùng 61.5, sau đó là vùng 65, và cái kỳ vọng tiếp theo của Hùng Lê ở vùng 70. Thì vùng 70 thì chúng ta sẽ tiếp tục phải quan sát tiếp những cái tín hiệu kỹ thuật tiếp theo của Mansan. MWG, bản thân MWG thì chưa có những cái tín hiệu đột biến. Trong cái giai đoạn hiện tại MWG thì thanh khoản nó khá là thấp, và cái vùng kháng cự của MWG ở đây là vùng 85 thì hiện tại là cũng chưa đạt được. Và trong cái một cái kịch bản mà chúng ta phân tích đó là gì? Đó là khi chạm vùng 85 này mà không vượt thoát được thì cổ phiếu này sẽ có xu hướng test lại ở khoảng vùng 80.5, đây 80.5. Và cái vùng 80.5 này sẽ trở thành một cái vùng đệm của MWG, và nếu như MWG không gãy vùng 80.5 thì cái cơ hội để chúng ta đánh lại thủng thủng cái vùng 85 và sau đó đến vùng 90 là còn. Nếu ngược lại mà MWG bị gãy vùng 80.5 thì như vậy là nó sẽ rơi về thế thủ và sẽ thủ ở những cái điểm nó thấp hơn ở dưới này. Về lý thuyết và về xu hướng hiện tại thì MWG không có nhiều động lực và vẫn chủ yếu là xu thế chủ đạo đi ngang.
PNG hôm nay cũng bị bán khá là mạnh. PNG, bản thân PNG và Mansan đó là cái bộ đôi mà Hùng Lê đã khuyến nghị phân tích đầu tư ở những cái thời gian rất là sớm ở trước này. Thì đối với PNG, ở sau một phiên PNG thoát lên rất là mạnh và gần như PNG đã hoàn thành những mục tiêu của chúng ta ở đây, đó là vùng 65, đúng không ạ? Trong cái phân tích ngắn của Hùng Lê đó là sau khi mà vừa thoát được vùng 60 thì chúng ta có target tiếp theo của PNG ở vùng 65. Và Hùng Lê tiếp tục quan sát PNG ở một cái góc độ đây, đó là khoảng vùng sau khi mà PNG đã đánh thoát lên được như vậy thì PNG sẽ có những cái điểm trả cung, và cái điểm trả cung thấp nhất sẽ là ở khoảng vùng 62. Thì trong phiên hôm nay là đóng cửa phiên ở đúng vùng 62, tức là đóng cửa phiên đúng ở những vùng trả cung. Thì đối với PNG, phiên ngày thứ hai và phiên ngày thứ ba thì chúng ta tiếp tục quan sát những cái động thái của PNG ở quanh vùng 62 đến vùng 62 đến vùng 63. Ở vùng này không gãy và cổ phiếu tiếp tục tích lũy thành công thì đầu tiên cổ phiếu sẽ phải công lại, tức là phải vượt thoát được cái vùng 65 ở đây. Vượt thoát vùng 65 với những cái tín hiệu kỹ thuật, ví dụ như là có những phiên mà đây kiểu như thế này, tức là giao dịch khoảng tầm độ 2 triệu rưỡi đến 3 triệu cổ phiếu và giá vượt 65 thì khi đó thì Hùng Lê sẽ tiếp tục cập nhật cái tín hiệu tiếp theo của PNG. Và về cơ bản đến thời điểm hiện tại thì chúng ta phải quan sát PNG ở khoảng vùng 62 để chúng ta xem là có thủng không. Nếu mà thủng thì hỏng rồi. BMP, bản thân Bình Minh thì trong một cái kịch bản mà Hùng Lê phân tích về một cái gọi là một cái điểm gọi là điểm 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 gãy kỹ thuật và một điểm break, một 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 cái mô hình, một cái mô hình kinh điển trong phân tích kỹ thuật, thì Hùng đang có, sau khi mà nó đạt được những target này thì Hùng Lê có phân tích ở cái nền 44, nền 44, và cái nền này là cái nền mà Hùng Lê tiếp tục đánh giá từ nền 44 lên nền 52, 51 đến vùng 52. Đấy là một cái sóng cuối cùng Hùng Lê đang phân tích của PNG, của Bình Minh ở từ vùng 44 lên vùng 52. Với những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại của Bình Minh thì nó cũng chưa có những cái điểm gì đáng ngại, và chúng ta sẽ tiếp tục quan sát Bình Minh ở cái điểm trả sâu nhất có thể là sẽ là điểm 46. Nếu Bình Minh không gãy vùng 46 thì chúng ta vẫn còn một cái cơ hội. Bình Minh sẽ đi tích lũy đi ngang ở đây và sau đó sẽ tiếp tục có những cái điểm đánh lên, và mục tiêu vẫn là đi về vùng 5x, 50, 51, 52 gì đây. Đó, còn ngược lại nếu như Bình Minh mà gãy cái vùng 46 thì cổ phiếu này sẽ có những cái xu hướng test tích lũy ở cái vùng thấp hơn. Thì vùng thấp hơn đó thì Hùng Lê sẽ cập nhật sau cái điểm ở 46 ở đây. Z, cơ điện lạnh Z. Z thì Hùng đã có nói rồi, tức là trong cái thời điểm hiện tại là Z, cái thanh khoản của Z đang khá là thấp và cái nền hỗ trợ của Z thì vẫn ở cái điểm đây. Hùng phân tích từ những cái bản tin rất là sớm, từ rất là sớm, từ những cái bản tin của tuần trước ở vùng 29.5, và về cơ bản thì Hùng đang dự báo là Z có thể đánh chạm vùng 33. Trong tuần thì Z vẫn tiếp tục có một cái có những cái phiên đánh lên và maximum đang chạm được ở vùng 32, và phiên kết tuần thì hơi xấu. Lại lấp hết cái nến thì khi mà cái điểm này là điểm kháng cự thì bây giờ thành cái điểm hỗ trợ, và đối với Z thì chúng ta sẽ quan sát ở quanh cái nền 31, và nền 31 này không gãy tích lũy được thành công thì vẫn về cơ bản là vẫn có một cái target ở đây ngắn ngắn ở đây. Trong cái thời điểm hiện tại thì Z đánh không thực sự là tích cực khi mà dòng tiền hơi kém, nên là Hùng Lê cũng không có kết ở những cái điểm mua. Còn anh chị nào mà đang có hàng thì chúng ta sẽ canh để chúng ta có thể chốt Z. FPT chia các anh chị nhé. Chính vì FPT chia nên là những cái mô hình mà chúng ta vẽ ở đây là bây giờ nó trượt hết, nó trượt hết, nó trượt hết. Nhưng mà không sao cả, bây giờ mình sẽ nhìn lại ở đây, tức là điểm cao nhất của FPT sau chia ở khoảng vùng 49.5. Thì đây là một cái vùng kháng cự khá là mạnh, và bản thân thì Hùng Lê đã trước chia thì Hùng đã khuyến nghị một số nhà đầu tư, một số anh em trong team của chúng ta sẽ canh chốt ở khoảng vùng 52, 53 đúng không ạ? Mạnh hơn thì ở vùng 54, thì nói chung là cái vùng đó thì chúng ta canh thì chúng ta bán thôi. Và với những cái tín hiệu hiện tại kỹ thuật của FPT thì Hùng nhận diện là FPT sẽ có những cái điểm lấp lại gap ở đây. Và cơ hội mà để sinh lời đối với FPT trong thời điểm hiện tại thì gần như cũng không còn nữa, bởi vì FPT đã có một cái điểm lên, có một cái điểm lên, và cái điểm lên này thì trước là Hùng phân tích ở vùng 40, các anh chị có nhớ không ạ? Nhưng mà sau chia
sau chia thì khả năng là nó rơi về đâu đây này, nó rơi về khoảng vùng 30 ba mấy nhỉ, các anh chị xem lại, tức là ở đâu đó dưới này, tức là nó đã có một cái sóng lên rất là mạnh như thế này rồi, thì chúng ta gần như là chúng ta cũng tránh mua ở trên những cái vùng này, bởi vì khi chúng ta ăn thì chúng ta không ăn được bao nhiêu, mà khi những cái rủi ro mà lỡ may cổ phiếu nó quay đầu nó giảm điểm thì chúng ta lại phải gánh chịu những cái rủi ro rất là lớn đó. Chính vì vậy nên là trong cái phương pháp của ông Lê đưa đến cho cộng đồng nhà đầu tư đó là khi chạm kháng cự thì ông Lê khuyến nghị chúng ta bán ra, và khi chạm hỗ trợ thì chúng ta mua vào đó. Ví dụ như FPT thì mình xem lại trên Zoom, FPT đây là Hùng có phân tích tổng hợp lại thôi, tức là tổng hợp lại là những cái nhóm ngành cơ bản mà chúng ta phân tích mua, còn FPT thì Hùng phân tích ở bên Zoom NO01, còn team này là team không chat, tức là trên team này thì chỉ có admin thôi, admin được chat và chúng ta tiếp nhận những cái thông tin của admin để chúng ta hành động phân tích lại. Novaland thì Hùng hình như là Hùng có khuyến nghị chúng ta đầu tư. Novaland ở trong cái thời điểm hiện tại, đơn giản là Novaland cái cách đánh của cổ phiếu này rất là củ chuối, tức là chúng ta phải tìm những cái điểm hỗ trợ 51.3, và trong cái thời điểm trong tuần vừa rồi đó là vùng 52, và chúng ta chốt ngắn thì về cơ bản trong những cái tín hiệu kỹ thuật thì Hùng Lê cũng có nhìn nhận thấy là khả năng là dòng tiền sẽ đánh ở cái vùng này, và cái điểm đầu tiên có thể đi đến là vùng 56 từ cái vùng 52. Thì trên thực tế là cũng có những cái cây nến lình xình ở đây, còn cổ phiếu này là cổ phiếu gọi là cổ phiếu bo cung, tức là chỉ có tạo lập đánh với nhau thôi, nên là chúng ta cũng rất là khó, nên Hùng Lê cũng rất là hạn chế để chúng ta khuyến nghị chúng ta đầu tư. Ok, chúng ta sẽ phân tích một cái nhóm ngành cực mạnh, nhóm ngành chủ đạo và nhóm ngành mà Hùng Lê đã phân tích rất là sớm, khi mà nhóm ngành này có những cái điểm tích lũy nền, và nếu mà ông Lê nhớ không nhầm thì sẽ từ bản tin 100 và bây giờ đã là bản tin 104. Khi đó thì gas có những cái vùng tích lũy ở vùng 60 đến vùng 61.5 ở đây, và ông Lê tiếp tục có những cái đánh giá kỳ vọng là gas sẽ đánh về vùng 70. Và trong tuần thì gas đã đánh vượt thoát vùng 70, và bây giờ thì cái vùng 70 là cái vùng kháng cự mạnh, thì trở thành một cái vùng hỗ trợ, và chúng ta cùng chờ những cái tín hiệu kỹ thuật của gas tại vùng 70 để có hay không có một cái target tiếp theo của gas ở vùng 8x và 9x, thì chúng ta đi phân tích một cái sóng lên. Và bản thân khi Hùng Lê phân tích một cái sóng lên của P thì rất nhiều anh chị em rất là nghi ngờ, bởi vì sao? Bởi vì là rất nhiều những cái bài báo, các anh chị có thể xem lại trên Cà Phê App có một cái bài báo viết về PLX là bị lỗ, đúng không? Và sau đó thì cái bài báo này được chia sẻ rất là mạnh mẽ ở trên cộng đồng mạng. Thì Hùng Lê vẫn tiếp tục phân tích PLX lên và mục tiêu vẫn là chạm 45. Thì trong tuần vừa rồi một nhà đầu tư có comment ở dưới cái bản tin tuần của Hùng Lê, đó là cảm ơn Hùng Lê đã giúp mình chốt được giá 46, thì như thế là quá giỏi rồi, bởi vì Hùng Lê chỉ kỳ vọng đâu đó khoảng vùng giá 45. Thì đối với gas là chúng ta sẽ phải quan sát tiếp những cái tín hiệu kỹ thuật của gas ở vùng 70 để có hay không có một target 80. Về cơ bản là tín hiệu dòng tiền thì nó cũng đang khá là ok, những cái phiên ra hàng này nó cũng chỉ mang tính kỹ thuật, và những cái dòng tiền tạo lập lớn cũng đã bắt đầu có vào rồi. Thì nếu như mà không gãy vùng 70 thì chúng ta sẽ tiếp tục có một cái hành trình tiếp theo của gas ở khoảng vùng 80. PLX đây có một bài báo viết về PLX là lỗ chỏng vó, đúng không ạ? Thì không sao cả, lỗ thì nó việc của lỗ, và chúng ta vẫn một cái kiên định là khi PLX không gãy vùng 39 thì chúng ta vẫn còn một cái cơ hội. Bản thân là khi ở nhịp ở bên này thì chúng ta phân tích PLX về 45 và không về được 45, nhưng mà ít nhất là đã đạt được khoảng vùng 44 44.1, tức là cách một ca nữa. Sau đó thì cổ phiếu này tiếp tục chỉnh giảm kỹ thuật, thì Hùng Lê dò tìm cái vùng giá 39, 39 không gãy, Hùng Lê tiếp tục đưa mã cổ phiếu PLX một cái kịch bản, đó là sẽ đánh chạm vùng 45. Thì ok, chốt thôi các anh chị, chúng ta về được đến cái target 45, có bạn chốt được 46 cơ. Các anh chị ở xem lại trên bản tin có bạn chốt được 46. Thì khi mà về đến vùng kháng cự thì cổ phiếu thường lại có xu thế như thế nào? Xu thế giảm lại. Và cái vùng mà Hùng Lê đang dò tìm lại cho các anh chị trong tim của Hùng Lê đó ở khoảng vùng 42 đến khoảng vùng 43.
Vùng giá mục tiêu để chúng ta có thể xem lại PLX có mua được hay không, đó là ở vùng này. Và nếu như về đến vùng này chúng ta lại có những cái điểm test tích lũy đẹp ở đây thì chúng ta lại mua. Đó, chúng ta lại làm một vòng mới. Rất là dễ mà cũng rất là khó. Dễ là gì? Dễ là khi các anh chị đã xem những bản tin của ông Lê thì sẽ không bán ở vùng 39. Và khi xem thì sẽ không mua ở vùng 45, 46, bởi vì chúng ta mua ở vùng này rất là nguy hiểm, đúng không ạ? Thì chúng ta thấy rằng là rất nhiều những nhà đầu tư không được tiếp cận đến kênh của ông Lê thì đã mua ở đây, đúng không ạ? Đã mua ở đây thì vô hình dung là đã ăn hết tất cả những cái lệnh xả trong team của chúng ta, bán ra thì lại có những người khác mua vào, thì đấy là những cái mà chúng ta rất là thành công. Đó, rất là thành công. Tất nhiên là gì? Tất nhiên là phân tích kỹ thuật Hùng Lê đã chia sẻ với anh chị rồi, có cái đúng có cái sai, có rất nhiều cái Hùng Lê phân tích sai, đúng không? Các anh chị ghi chép lại, à tại sao ông này ông phân tích như thế này, có rất nhiều cái Hùng Lê phân tích đúng, à tại sao Hùng Lê lại phân tích như này, để chúng ta chọn lọc, chúng ta chọn lọc và chúng ta đưa vào cái phương án đầu tư của chúng ta. Còn Hùng Lê cũng giống như các anh chị thôi, Hùng Lê cũng là một nhà đầu tư, Hùng Lê cũng là con người, đúng không ạ? Hùng Lê cũng tổng hợp những cái yếu tố ở trên thị trường để Hùng Lê phân tích, để Hùng Lê đưa ra một cái góc nhìn mang đậm cái cá nhân của Hùng Lê. Đó, vậy thì trên những cái góc nhìn đó thì các anh chị của chúng ta tổng hợp lại được không ạ? Ok, rất là thẳng thắn và rất là happy. Chúng ta không phải phân trần cái câu chuyện đúng sai, vân vân và vân vân, đúng không ạ? Đúng sai là câu chuyện thường nhật ở trên thị trường. Vấn đề là chúng ta phân tích để chúng ta đưa ra được những cái đúng, đưa ra được những cái sai và chúng ta loại bỏ và bớt đi. Bản thân PVD Hùng Lê tìm một cái nền hỗ trợ rất là dài ở đây ở vùng 8 đến vùng 8.5, và đây là một cái vùng hỗ trợ ở khoảng vùng 8.8.9 8.95. Vùng 8.95 là một cái vùng mà Hùng Lê đã phân tích để đưa team của Hùng Lê là không bị bán PVD ở cái vùng này. Rất nhiều những anh chị chắc chắn là sẽ cắt PVD, nhưng mà trong team Hùng Lê thì gần như là không cắt, và đấy là những cái định lượng của Hùng Lê. Và như vậy là trong tuần thì PVD đã có một cái nhịp tăng tương đối là đẹp, đúng không ạ? Vẫn là một cái điểm tăng lên. Và về mặt lý thuyết thì PVD hoàn toàn có thể hoàn thành cái vùng mục tiêu ở đây. Đó là vùng giá 12. Vùng giá 12 hiện tại thì dòng tiền đang có những cái dấu hiệu suy yếu, và cái vùng ở đây là cái vùng 10 này, cái vùng mệnh này này. Bây giờ nó sẽ trở thành một cái điểm hỗ trợ của PVD. Và chúng ta cùng quan sát tuần tới PVD có bị phá cái vùng 10 này hay không. Đó, rất là quan trọng cái vùng này. Nếu như cái vùng này nó cứ lình xình, nó cứ lừng khừng, nó đi và nó chặn cung lại đây và có những cái điểm nhấn kỹ thuật, đó là lực cầu tiếp tục đánh, thì P sẽ tiếp tục đi. Và trong một cái xu hướng về tạo lập của cổ phiếu thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là nhìn thấy rằng đây là một cái trend lên của PVD. Đó, đánh rất là dài, đánh rất là dũng mãnh, chứ không phải là chỉ đánh một nhịp từ đây lên đến đây đâu. Đó, cái nhịp này chỉ mới là nhịp khởi động thôi các anh chị nhé. Đó, cái nhịp trong này chỉ là một nhịp khởi động thôi, hoặc là đây cũng là một cái nhịp khởi động ở trong cái vòng tròn này. Đó, trong cái vòng tròn này đây chỉ một nhịp khởi động thôi, thì Hùng Lê cũng đang nhìn thấy rằng đối với PVD đoạn này đang đánh dạo, tức là đoạn này đang đánh còn đánh cho vui đó, và có hay không một cái sóng lớn của P ở đây thì Hùng sẽ tiếp tục cập nhật và cập nhật cực kỳ chi tiết đối với mã cổ phiếu PVD. Ông PVS cũng hoàn toàn tương tự như vậy. Các anh chị nhìn thấy những cái lịch sử tạo lập của PVS đi đây, đi rất dài, và trên cái quãng đường đi đó thì sẽ có những cái nhịp rũ. Đó, vậy thì trong cái thời điểm hiện tại thì chúng ta thấy rằng là PVS đây cũng chỉ mới là những nhịp đánh dạo. Đó, những nhịp đánh dạo của PVS đây là ông đang kỳ vọng nhịp đánh dạo này tiếp tục ở một cái dò tìm ở vùng mục tiêu, vùng vùng hỗ trợ 11 đến 11.5, và vùng giá mục tiêu của PVS trong nhịp này có thể đánh chạm vùng 14. Trên thực tế thì PVS đã có nhịp đánh cao nhất ở vùng 13.4, tức là cách cái vùng mà Hùng Lê dự báo khoảng 0.6. Với những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại của PVS thì dòng tiền đang có một cái điểm, đó là dòng tiền đang có một cái điểm bẻ gãy, bẻ bẻ gãy xuống. Tuy nhiên bẻ gãy xuống như thế nào thì chúng ta lại tiếp tục quan sát tiếp những cái tín hiệu kỹ thuật trong phiên ngày thứ hai và phiên ngày thứ ba tuần tới. Và với những tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì Hùng Lê kỳ vọng PVS sẽ đi như này, tức là một cái hình vòng cung rất đẹp, nếu có test lại sâu nhất ở khoảng vùng 12.5. Không gãy 12.5 thì cơ hội để PVS đánh lên vùng 14 và sau đó có vượt thoát vùng 14 để đi lên những cái vùng 2x hay không, thì lúc đó Hùng Lê sẽ tiếp tục cập nhật. Và sóng P, với quan điểm của Hùng Lê, sóng P vẫn còn, và
sau một cái nhịp chỉnh chung của thị trường thì chúng ta lại quay lại chúng ta đánh những cái con nào nó mạnh nhất, những cái sóng nào nó mạnh nhất, đúng không ạ? Tội gì chúng ta đi đâu, chúng ta tập trung phân tích những cái mã ngành nào nó quá quen thuộc với chúng ta rồi thì chúng ta sẽ rất là hiểu tính nết của nó và chúng ta sẽ dễ dàng trong cái quá trình mà chúng ta trading. Tiếp theo hai anh em sinh đôi đó là OI và POW. Bản thân OI trong một cái vùng phân tích hỗ trợ ở đây là vùng 6.5 đến vùng 6.6. Điểm đầu tiên, target đầu tiên 8, kéo vượt 8 thì chúng ta tiếp tục có một cái vùng 9 ở đây và đến vùng 9 thì sẽ có những cái điểm test lại ở vùng 8. Về mặt lý thuyết và về mặt kỹ thuật hiện tại thì như vậy là trong phiên ngày hôm nay OI đóng cửa ở cái lưng chừng cái điểm hỗ trợ ở đây thì chúng ta sẽ quan sát tiếp phiên ngày thứ hai và phiên ngày thứ ba. Nếu như OI cũng không gãy thì chúng ta sẽ tiếp tục có một cái điểm tích lũy của OI ở đây và tiếp tục có một cái hành trình quay trở lại. Còn ngược lại, nếu như OI mà bị phá vỡ cái tính kỹ thuật ở đây, tức là phá vỡ vùng 8 thì OI lại cần tích lũy những cái điểm sâu hơn ở đây. Sâu hơn ở đây thì chúng ta sẽ dò tìm cái điểm ở đây. Đó. Đây này, khoảng vùng ở đây là khoảng vùng 7.3. Đó, nếu như vùng 8 mà bị phá thì OI sẽ về thủ lại vùng 7.3 và cái vùng này thì cái vùng mà chúng ta cũng sẽ tiếp tục chúng ta hold và chúng ta nắm giữ OI trong một cái trend tổng thể của nhóm P. Ok. POW, POW một số các anh chị có nói vui là ông Hùng ông ấy phân tích con này như gà hóa rồng đúng không? Bởi vì đúng là như vậy, bởi vì các anh chị nhìn thấy Hùng vẽ những cái này thì đấy là một cái đường Hùng mô phỏng ở trong tương lai và chúng ta có được hay không cái này thì chúng ta cần phải chờ, đúng không ạ? Đậu tốt nghiệp rồi mới thi được đại học. Đậu đại học rồi tốt nghiệp đại học rồi mới thi được cao học, có thạc sĩ rồi mới có tiến sĩ, đúng không ạ? Ví dụ như vậy. Thì kịch bản của POW trong cái thời điểm hiện tại đó là Hùng Lê đang kỳ vọng ở một cái điểm lên của POW ở khoảng vùng giá 11. Và trong tuần thì sao nó lại bị như này, thôi xấu xấu tí cũng được. Và trong tuần thì POW chạm được khoảng vùng 10.7, tức là cách cái điểm kỳ vọng của Hùng Lê khoảng 0.3 nữa thì cổ phiếu này là không giữ được cái điểm gọi là điểm nhấn kỹ thuật và cổ phiếu này lại thủ lại ở vùng 10. Thì kể cả OI và POW thì hai người anh em này đang đóng ở một cái điểm kết tuần ở cái vùng gọi là vùng hỗ trợ, vùng lưng trình đồi thì hoàn toàn tương tự như vậy là chúng ta sẽ lại phải quan sát tiếp ở phiên ngày thứ hai và phiên ngày thứ ba. Đó, nếu trường hợp mà POW bị gãy vùng 10 thì chúng ta sẽ phải có một cái điểm hỗ trợ kỹ thuật thấp hơn ở đây là vùng 9.5. Chính bằng cái điểm ở đây, chính bằng cái điểm khi mà POW lao về đây và không gãy thì Hùng Lê vẫn tiếp tục bảo lưu cái quan điểm ở từ vùng 9.5 này có thể đánh chạm vùng 11. Và sóng P thì có còn hay không thì Hùng Lê vẫn đang kỳ vọng là sóng P vẫn tiếp tục còn. Những cái tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn thì POW đang dòng tiền đang có những cái dấu hiệu suy yếu, chính vì vậy nên là cổ phiếu này sẽ phải thủ lại để về thủ lại để coi như là về về ở ẩn đúng không? Tích lũy lại thêm sức lực và để cho chúng ta có thời gian nghỉ ngơi và sẽ tiếp tục một cái hành trình ở bên này, chúng ta sẽ tiếp tục phân tích. Và một cái bộ đôi nữa đó là Đạm Phú Mỹ. Đạm Phú Mỹ thì Hùng Lê phân tích cái target cao nhất ở đây là khoảng vùng 15 15 và trên cái tạo lập thì sẽ kéo chỉnh giảm lại và sau đó thì Hùng tiếp tục tìm cái vùng hỗ trợ đây. Các anh chị xem lại những cái kịch bản Hùng Lê phân tích ở trước đây. Và cái vùng 14 sẽ là cái vùng mà sẽ giúp cho cổ phiếu chúng ta có thêm những cái định lượng. Nếu như bị gãy cái vùng 14 thì sẽ tích lũy lại sâu hơn ở khoảng vùng 13. Với những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại của Đạm Phú Mỹ, với những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại của Đạm Phú Mỹ thì như vậy là cổ phiếu này sẽ về thủ thân ở vùng 13 rồi. Tín hiệu cuối tuần khá là xấu. Khi nó bị mất cái mốc 14, khi nó bị mất mốc 14 như thế này thì như vậy là xấu. Và sẽ về về thủ lại vùng 13. Đạm Cà Mau. Đạm Cà Mau trong cái kịch bản mà chúng ta phân tích vùng 8 đã xong. Sau đó thì có những cái điểm Đạm Cà Mau hai phiên ngày hôm nay rất là tích cực và phiên kết tuần thì nó lại hơi xấu. Như vậy là Đạm Cà Mau sẽ lùi lại ở vùng 8,
cái vùng 8 này là cái vùng kháng cự, thì bây giờ nó lại trở thành cái vùng hỗ trợ của đảo Cà Mau. Thì chúng ta sẽ tiếp tục quan sát những cái tín hiệu kỹ thuật của đảo Cà Mau ở quanh vùng 8. Nếu như ở vùng 8 này mà không gãy thì chúng ta tiếp tục có một cái target tiếp theo của đảo Cà Mau ở khoảng vùng 9.5. 9.5. Thêm một mã cổ phiếu nữa trong ngành dầu khí đó là PXS. Thì bản thân mã cổ phiếu PXS này thì Hùng Lê đã có những cái phân tích và khuyến nghị đâu đó ở khoảng vùng đâu đó 3.5 3.3 ở vùng dưới này. Ở vùng dưới này, và cái mục tiêu mà đang đặt ra đó là ở vùng 5, và trên thực tế thì trong phiên ngày hôm nay là chạm gần chạm vùng 5. Gần chạm vùng 5. Với tín hiệu hiện tại thì cũng có thể canh chốt được rồi, cổ phiếu này cũng canh chốt được rồi. Như vậy là chúng ta cũng đã có đâu đó một hai phiên trần, ăn được một hai phiên trần kể từ cái vùng 4 ở đây này. Ok, chúng ta sẽ phân tích một cái nhóm ngành tiếp theo rất là quan trọng, đó là nhóm ngành ngân hàng Vietcombank. Nhóm ngành ngân hàng thì cũng nó cũng song trùng với cả nhóm nó song trùng với cả nhóm P. Khi mà trước cái kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 thì Hùng Lê đã có những cái phân tích về sóng P và sóng banh. Khi đó thì Hùng tìm thấy những cái điểm hỗ trợ về mặt kỹ thuật rất là đẹp của nhóm banh. Thì đối với Vietcombank đây, chúng ta có đâu đó ở cái vùng 60 67.5 và mục tiêu vượt cạn 72, thì trong tuần vừa rồi vượt 72 thành công. Và đối với Vietcombank thì Hùng Lê đã có một cái kịch bản phân tích ở trong tuần trước, đó là chúng ta sẽ chờ đợi cái target của Vietcombank ở vùng 80. Thì về lý thuyết là Vietcombank hoàn toàn có thể đạt được ở vùng này, và phiên ngày thứ hai và phiên ngày thứ ba tuần tới thì Vietcombank sẽ có những cái xu hướng trả lại cung ở đâu đó khoảng vùng thấp nhất ở khoảng vùng 74.5. Nếu như Vietcombank không bị gãy ở vùng 74.5, cơ hội của chúng ta đánh tiếp đến vùng 80 vẫn còn. Ngược lại, nếu như Vietcombank bị gãy vùng 74.5 thì cái vùng 72 này trở thành cái vùng hỗ trợ cứng của Vietcombank ở trong kênh xu thế. Với những tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì ông Lê vẫn hoàn toàn kỳ vọng chúng ta sẽ đạt được target của Vietcombank ở khoảng vùng giá 8x 80. Bit đúng không ạ? BID thì đã hoàn thành mục tiêu giá 40 các anh chị, đúng không? Thì tại cái thời điểm ông Lê phân tích Bit đó là vùng hỗ trợ 35, và từ vùng 35 này thì Bit tiếp tục hoàn thành cái vùng 38 40 ở đây. Ở trong tuần thì Bit đã hoàn thành vùng 40, và sau đó thì Bit đang có những cái điểm trả cung lại. Đây là những cái điểm trả cung của Bit, thì những cái điểm trả cung nó sẽ có thể sâu nhất ở khoảng vùng 38. Chúng ta quan sát tiếp Bit ở khoảng vùng 38, nếu như cổ phiếu này không gãy ở vùng 38 thì chúng ta có tiếp một cái target tiếp theo của Bit ở khoảng vùng 45. Gãy vùng 38 thì chúng ta cũng có thể chốt ngắn lại, chốt ngắn để chúng ta chờ mua lại, bởi vì khi mà gãy 38 thì chắc chắn là cổ phiếu BID sẽ có xu hướng kiểm tra lại cái nền 34.5 đến 34.5, sẽ có xu hướng kiểm tra lại cái nền 34.5 đến nền 35 ở đây. Đó, nền 34 đến nền 35.5 ở đây. Tín hiệu ngắn hạn thì dòng tiền đang có dấu hiệu quay đầu, nên là chúng ta cũng phải rất cẩn trọng đối với bit gãy vùng 38 chúng ta sẽ chốt. ACB. Đối với ACB thì chúng ta đã dò tìm một cái vùng giá mục tiêu biên tích lũy 20 đến 21 và biên trung bình 20.5. Vượt thoát được xu hướng này thì chúng ta sẽ có một cái target mà Hùng Lê đang kỳ vọng ở đây, đó là vùng 24. Với những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại của ACB thì cũng đang khá là đẹp. Sau khi đánh chạm vùng 22 thì ACB đang có một những cái điểm uốn cung ở đây. Những cái điểm uốn cung không gãy khoảng vùng 21 đến vùng 21.3 ở đây, rất là đẹp ở đây. Và chúng ta sẽ quan sát tiếp những cái tín hiệu cầu của ACB hiện tại thì đang khá là ok rồi, với một cái thanh khoản đã duy trì được ở khoảng trên mốc 5 triệu cổ phiếu một phiên, như vậy khá là tốt. Và chúng ta quan sát tiếp phiên ngày thứ hai và phiên ngày thứ ba, chúng ta có được những cái điểm kỹ thuật ở đây không gãy và cầu tiếp tục vào và đánh vượt thoát vùng 22, thì như vậy là chúng ta sẽ chờ đón cái target tiếp theo của ACB ở khoảng vùng giá 24. MBB.
Đối với MBB thì Hùng phân tích ở cái nền hỗ trợ của MBB ở đây là cận trên ở khoảng vùng 15 đến vùng 15.5 ở đây. Và mục tiêu chạm vùng 17 thì trong tuần trước là đã chạm vùng 17. Chạm vùng 17 xong thì Hùng có một cái điểm phân tích kỹ thuật ở đây, đó là cổ phiếu này có thể chỉnh giảm lại kỹ thuật ở khoảng vùng 16.3 gì đó, 16.3 ở đây. Chỉnh giảm lại vùng kỹ thuật ở đây và không gãy thì lại đánh lại công lại vùng 17. Vượt thoát vùng 17 thì lúc đó chúng ta sẽ có một cái target tiếp theo của MBB ở khoảng vùng 19. Phiên kết tuần của MBB như thế này là hơi xấu, tức là cũng chưa thực sự là xấu, tức là nó đóng cửa ngấp nghé ở cái vùng 17, thì chúng ta cần phải có thêm những cái định lượng ở trong phiên ngày thứ hai và phiên ngày thứ ba, bởi vì vùng 17 này thì vô hình dung nó lại trở thành cái vùng hỗ trợ của cổ phiếu rồi. Và nếu như mà cái vùng hỗ trợ này không, tức là nó đi một hai phiên nữa, nó lình xình ở quanh vùng 17 và cầu quay trở lại, thì như vậy là cái cơ hội mà để chúng ta đánh lên vùng 19 là còn. Ngược lại, nếu mà vùng 17 này bị gãy thì lại phải quay về thế thủ, đó là ở đâu đó khoảng vùng giá 15 đến vùng 15.5, tức là thủ lại đây. Công thương CTG thì chưa đạt kỳ vọng rồi, chưa đạt target. À đâu, đạt rồi chứ nhỉ? Đạt chứ, ai bảo là chưa đạt đâu. Đối với công thương thì Hùng Lê phân tích ở đâu các anh chị nhỉ? Từ cái vùng đây, từ cái vùng hình mũi tên vàng này và cái vùng mà Hùng Lê khuyến nghị các anh chị mua công thương đâu đó vùng 18.5 đến vùng 19. Chúng ta xem lại, và từ cái vùng đó thì Hùng Lê kỳ vọng là công thương đánh chạm vùng 22. Đúng không ạ? 22. Như vậy là công thương đạt kỳ vọng các anh chị nhé, chứ không phải không đạt. Đó, chạm 22 rồi thì chúng ta lại đây những cái kịch bản mà Hùng Lê phân tích sớm. Đúng rồi, chạm vùng 22 thì lại chỉnh lại đâu đó ở khoảng vùng 20.5, sâu nhất ở vùng 20.5. Kịch bản này là có ở video tuần trước các anh chị nhé, có ở tuần trước rồi đấy. Nếu mà vẽ vẽ như thế này là những cái vẽ vẽ này là nó nằm ở tuần trước rồi đấy, chứ không phải là bây giờ Hùng mới nói đâu. Thì khả năng là sẽ chỉnh lại vùng 20.5, thì chúng ta sẽ tiếp tục quan sát công thương ở khoảng vùng 20.5. Nếu như không gãy ở vùng này thì công thương sẽ có xu hướng công lại nền 22 và vượt thoát nền 22, thì lúc đó chúng ta sẽ có được vùng 24. Bình tĩnh từng bước một, đúng không? Đó, những cái phân tích của chúng ta theo từng ngày, theo từng tuần, đúng không? Chúng ta không phải đi đâu mà vội cả. Và anh chị lưu ý giúp Hùng Lê, sau khi đã chốt công thương ở vùng 22, chúng ta canh ở vùng 20.5. Ok, được chưa? Rất hợp lý. Techcombank này, chúng ta xem Techcombank này, Techcombank hoàn thành vùng giá mục tiêu, hoàn thành vùng giá mục tiêu. Anh chị có thấy không ạ? Vùng giá mục tiêu của chúng ta phân tích ở đây là bao nhiêu? Vùng 20. Sau khi hoàn thành vùng giá mục tiêu, Techcombank đã có 4 phiên đi ngang ở đâu đó khoảng vùng 21, và sau đó thì đang có những cái điểm test hết sức là tích cực ở khoảng vùng 20, thì vùng 20 bây giờ nó đã trở thành cái vùng vùng thủ của cổ phiếu này. Bản thân Tech thì trong cái lịch sử mà đánh của Tech thì nó cũng không đánh được dài các anh chị, không đánh được dài. Đặc biệt là các anh chị có nhớ cái vùng mà Hùng Lê phân tích ở đây không, ở vùng người ta ghét 24, và sau đó là nó chui 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 chui, nó lao đầu, nó cắm đầu, và sau khi cắm đầu xong thì Hùng Lê bắt đầu mới phân tích một sóng lên của Tech ở đây. Thì về cơ bản là Tech chúng ta những cái điểm mua nó phải là những cái điểm mua mà Hùng Lê khuyến nghị đây này, từ vùng 16.5 này, chứ còn ở đây chúng ta không còn cơ hội nữa. Và cùng lắm thì Tech sẽ kéo được maximum lên vùng 22, tức là từ vùng 20 có thể kéo lên đây nữa thôi, và lên đây nữa thì lại quang tèo, chưa đi xa được. Tech chưa đi xa được, bởi vì cái lịch sử tạo lập của Tech nó kém, nó chỉ đi được một một quãng như vậy thôi. Và các anh chị lưu ý giúp Hùng Lê, chúng ta có thể canh chốt Tech ở những cái vùng ở trên này. Bản thân Hùng Lê kỳ vọng vùng 20 thôi, như vậy là đạt kỳ vọng rồi và chúng ta có thể canh chốt dần rồi. HD Bank thì rất nhiều nhà đầu tư đã bị rơi rụng ở cái vùng này. Ở cái vùng 29.5 đến vùng 20.5 là cái vùng mà HD Bank cứ sideways đi ngang và chúng ta hết kiên nhẫn. Nhưng với quan điểm của Hùng Lê là gì? Khi chúng ta đã mua một mã cổ phiếu, nếu trường hợp cổ phiếu đó bị phá kỹ thuật thì chúng ta phải bán bằng mọi giá. Còn nếu như cổ phiếu chưa bị phá kỹ thuật, vẫn trong một cái nền tích lũy, thì chúng ta lại tiếp tục chăm bẵm nó, đúng không? Để cho chúng ta chờ những ngày mà chúng ta hái thành quả, chứ chúng ta cứ
cứ cứ nhảy công công ở trên trên thị trường, thấy mã bên cạnh tăng thì mình cũng mua vào, thế mua vào xong thì nó lại giảm và bán HD Bank đi, thì các anh chị có thể nhìn thấy không ạ? HD Bank nhá, một nhà đầu tư cũng lên nắm giữ cực kỳ nhiều HD Bank và đã cực kỳ thành công, đó là bán HD Bank ở đâu đó cái vùng mục tiêu của ông Lê đặt ra vùng 24. Các anh chị xem lại target đầu tiên của ông Lê xây dựng của HD Bank đâu đó ở khoảng vùng 24. Và như vậy thì sau khi chốt ở vùng 24 rồi thì cổ phiếu nó lại lình xình nó đi xuống. Thậm chí là chốt 23.5 cũng là đẹp rồi. Thì đi xuống thì bây giờ Hùng đang dò tìm cái vùng giá mục tiêu HD Bank đi xuống ở đây. HD Bank đi xuống ở đây, xuống ở điểm nào đẹp nhất? 21.5. Đó, 21.5. Ok, đến vùng này chúng ta lại tiếp tục quan sát HD Bank. Chúng ta quan sát vùng HD Bank ở 21.5 đến vùng 22. Ở vùng này HD Bank tích lũy thành công và không gãy thì chúng ta tiếp tục có một cái điểm đánh tiếp theo của HD Bank. Đẹp đấy, HD Bank là đẹp đấy, chứ không đùa đâu. Hai phiên trả cung vol cực thấp luôn, gần như không có hàng. Cái mã cổ phiếu của HD Bank này là đi rất chậm và đi 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 cái tính yếu tố của nó, cái tính cách của nó là đi đến đâu thì xây chắc đến đó, và Hùng Lê vẫn đang dành những cái sự kỳ vọng đối với HD Bank. Đó, chúng ta mua ở vùng 20 đến vùng 21, cùng lắm là đến vùng 20.5 và chúng ta chốt được ở vùng 24. Như vậy là Hùng Lê cứ cho là một cái nhịp ngắn như vậy là chúng ta lãi được 3.500 đi, đúng không ạ? Chia cho 20. Đó, được 17.5, tức là được hơn kỳ vọng nhé. Kỳ vọng với những dòng tiền lớn chúng ta đánh lãi trên 10%, nó là viên viên mãn lắm rồi. Đó thì cái nhịp này đó, những cái phân tích định lượng của ông Lê đã đưa được khoảng 17,5%. Và bây giờ chúng ta lại chờ, và chờ ở cái vùng 21.5 đến vùng 22 không gãy chúng ta lại mua. Và ở đây thì ông Lê sẽ tiếp tục cập nhật, và các anh chị để ý là team của ông Lê là một team mà ông Lê VPBank. À đây, đang nói đến HD Bank đã, tí nữa nói VPBank. Để ông Lê muốn đưa muốn đưa cho các anh chị thấy là cái gì? Những cái phân tích của ông Lê là những cái phân tích thường nhật và hàng ngày. Có đúng nói đúng, có sai nói sai, chứ không phải là bây giờ HD Bank nó chạm 24 rồi chúng ta mới 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 nói. Nhiều lắm, HD Bank 7 ngày. Sáng nay HD Bank đây, tức là 7 ngày trước là ông Lê đã dự báo là vượt cái mốc 22 này là cổ phiếu HD Bank sẽ khét mù mịt luôn. Hầu bạn này đang hầu HD Bank chả thấy tăng gì cả đấy, tức là rất nhiều những anh chị nắm nhưng mà đến lúc là HD Bank lại có quả ngọt, đúng không ạ? Ok, đó, tức là các anh chị nhìn thấy cái mật độ HD Bank xuất hiện ở trên 7 ngày này, đúng không? Rồi 4 ngày, 2 ngày rất là nhiều, thì đấy là những cái phân tích định lượng của ông Lê. Ok, HD Bank vẫn còn những cái kỳ vọng lớn. Bây giờ chúng ta sẽ nói đến VPBank. Đó, VPBank, một mã cổ phiếu rất là hay. VPBank thì đã hoàn thành cái gì ta? Đã hoàn thành vùng 24. Đó, VPBank này các anh chị nhìn này, Hùng phân tích một sóng lên này, đây là phân tích một sóng xuống nhá. Sóng xuống từ bên này, tức là đâu đó các anh chị xem lại những bản tin từ 24 tháng 2, từ 24 tháng 2 Hùng Lê bắt đầu phân tích một cái nhịp đi xuống. Đó, nhịp nhịp đi xuống và sau đó bắt đầu chúng ta phân tích một cái nhịp đi lên đây, đi lên đây. Và những cái điểm nhấn kỹ thuật của VBank ở trong cái thời điểm hiện tại đâu đó là Hùng Lê đã tìm được cái vùng 19 đến vùng 19.5. Cho các anh chị mua và vùng mục tiêu đó, sau khi kéo lên kịch bản ở trong tuần trước đây các anh chị có thể VBank kéo short lên một tí và có thể có những cái điểm test lại. Những cái điểm test lại sau đó thì target vùng 24. Bản thân VBank đã đạt đến vùng 24 và trong trong cái kịch bản mà phân tích của Hùng Lê ngày hôm nay, Hùng Lê tiếp tục đây VBank, VPBank cập nhật VPBank.
Hiện tại VPBank đã hoàn thành target 1 vùng 24 và đã có những điểm test cung cực đẹp ở vùng giá 23. Không gãy vùng này, cầu vào ổn định, chúng ta sẽ tiếp tục có target 2 của VPBank ở khoảng vùng 26 đến vùng 26.5. Về góc nhìn kỹ thuật thì Hùng Lê đang thấy VPBank rất là ok và happy. Đó, khi các anh chị về với team của Hùng Lê nó sẽ có những cái đó. Và VPBank thì đang có những cái điểm test đây, các anh chị nhìn thấy, và Hùng Lê nhìn thấy cái điểm test 23 của VPBank rất là đẹp. Rất là đẹp, và gần như là cổ phiếu này đang có ý đồ. Đó, đang có ý đồ, và ý đồ ở đây là muốn đánh vượt thoát vùng 24. Và khi mà có một cái phiên đó, có một cái phiên mà đánh vượt thoát vùng 24 thì chúng ta sẽ mở điểm mua hết, và chúng ta sẽ mua những cái điểm gom ở dưới này, đấy là những cái điểm mua vị thế rất là an toàn, để khi những cái điểm mua vị thế đấy nhỡ may nó bị sai chu thế, đúng không, thì chúng ta làm sao, thì chúng ta phải bán nó đi chứ làm sao nữa, đúng không, chúng ta phải cắt lỗ chứ phải làm sao nữa. Hùng Lê có phải là thần tài đâu mà phân tích mã nào cũng lên, mã nào cũng đạt, đúng không, sẽ có mã lỗ chứ, làm sao mà lãi mãi được, lãi mãi thế thì chết à, đúng không? Thì những cái tín hiệu kỹ thuật của VPBank ở đây các anh chị chú ý, và trong team của Hùng Lê thì Hùng Lê đã khuyến nghị tiếp tục mua VPBank ở quanh vùng 23, để chúng ta, đấy là những cái điểm gom vì thế, để chúng ta chào đón, chờ đón một cái target khoảng vùng 26 và 26.5, mạnh hơn thì có thể đánh lên vùng 28, bởi vì là chúng ta đã có ăn được một khúc rồi, đúng không ạ, chúng ta chốt ở vùng 24 rồi, đúng không ạ, thì chúng ta sẽ canh để chúng ta mua lại, như vậy là rất là an toàn, đúng không? Ok, cực kỳ là logic. Mã cổ phiếu ngân hàng chúng ta sẽ, Hùng sẽ phân tích thêm, bởi vì ngân hàng hôm nay có thằng SHB bị nằm sàn. Hùng sẽ nói đến mã cổ phiếu STB. STB đó, vùng kháng cự chạm 10. Chạm 10 thì STB sẽ có xu hướng, nếu chưa chỉnh thì sẽ chỉnh thôi, chứ không phải là nó đi ngay được đâu. Đây là chính là những cái nhịp chỉnh kỹ thuật mà Hùng Lê đã có những phân tích trong tuần các anh chị nhé. Bản thân đây là cây nến kết tuần trước, thì Hùng Lê đã có một cái đề cập là STB sẽ đánh chạm mệnh, chạm 10. Các anh chị xem lại đi. Chạm 10 sẽ chỉnh lại, không gãy ở khoảng vùng 9.9 đến vùng 9.5. Đây cái hình vòng cung Hùng đã vẽ rồi. Ở vùng này tích lũy lại thành công thì chúng ta lại tiếp tục công lại 10, và sau đó thì có đi tiếp được hay không thì chúng ta sẽ chờ ở các cái tín hiệu Hùng Lê phân tích. Đó, vậy thì khi mà các anh chị, đúng không ạ, về với team của Hùng Lê rồi, hoặc là xem được những cái nền tảng kiến thức của Hùng Lê chia sẻ, thì các anh chị không mua 10, chắc chắn là về vùng 10 các anh chị bán. Bán chốt, bởi vì rõ ràng đấy là cái vùng Hùng Lê đã có những cái cảnh báo về 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 kháng cự rồi, thì tại sao chúng ta lại phải mua vào, đúng không ạ? Đúng không ạ? Đó, và chúng ta chỉ mua vào. Đó, và bản thân là trong một cái nhịp bên này thì Hùng Lê cũng đã dò tìm cho các anh chị ở vùng rất đẹp ở đây, 8.5 đến vùng 9. 8.5 đến vùng 9 để chúng ta mua. Chúng ta kỳ vọng ở đánh chạm mệnh. Đó, thì cơ bản là cổ phiếu nó đi theo những cái hình sin như vậy, và chúng ta cố gắng chúng ta tránh mua lên trên đỉnh hình sin, và chúng ta phải mua ở dưới cái đáy của hình sin thì chúng ta sẽ thành công. VIB hôm nay là thủ lại về vùng 15. VIB, bản thân VIB là một cái mã cổ phiếu mà Hùng Lê cũng đang khá là yêu thích mã cổ phiếu này. Thì về cơ bản là trong tuần cái bản cái phiên kết tuần ấy là nó xấu, nên là nó xấu chung toàn ngành. VIB đóng về thủ đúng vùng 15 thì bây giờ cái vùng này lại trở thành cái vùng hỗ trợ của VIB, thì chúng ta sẽ chờ. Chúng ta sẽ chờ xong phiên này thứ hai, phiên ngày thứ ba tuần tới, bởi vì trong cái kịch bản mà Hùng Lê phân tích đó là khi VIB đánh vượt thoát vùng 15 thì chúng ta sẽ có được một cái target tiếp theo của VIB, đó là khoảng vùng 16 đến khoảng vùng 16.5 gì đấy, ở đây nó khoảng vùng đây. Đó, trong ngắn hạn thì dòng tiền nó đang bị giảm xuống một tí đây, thì cơ bản là chúng ta sẽ phải quan sát tiếp những cái động thái tiếp theo của VIB ở vùng 15. Nếu gãy vùng 15 thì cổ phiếu này lại phải về thủ lại ở vùng 14. Đó, là thủ lại ở vùng 14 thì chúng ta quan sát thêm. Một mã cổ phiếu nữa là Liên Việt Postbank LBB. Ở Liên Việt Postbank thì Hùng Lê dò tìm cái vùng giá mục tiêu, vùng giá gom ở khoảng vùng 6.5, và ở đây này, ở vùng này các anh chị xem lại, và mục tiêu đánh chạm vùng 8 đến vùng 8.5. Trên thực tế thì chạm được đến đây là bắt đầu suy yếu rồi, như vậy là không đạt được đến cái target chúng ta phân tích, nhưng mà đạt được đến ở đâu đó khoảng vùng 7.8 cũng khá là ok rồi. Mua từ 6.5, 7 ở đây mà đánh chốt được 7.8 thì cũng khá là được trong nhịp chốt ngắn.
Tại vì sao mà ngày hôm nay thì Hùng Lê lại nói đến SHB? Bởi vì bản thân là SHB thì Hùng Lê đã khi mà có nhịp phân tích ở đây thì Hùng Lê đã gần như Hùng Lê khuyến nghị anh em trong team của Hùng Lê là chốt hết toàn bộ SHB ở khoảng vùng 15.5, có một số anh chị chốt được ở khoảng vùng 16. Và đến cái vùng này thì Hùng Lê kết thúc phân tích SHB, bởi vì rõ ràng một điều là bây giờ đến cái thời điểm hiện tại đây là chỉ còn lại những cái dòng tiền tạo lập, và những cái dòng tiền này nó cũng rất là nguy hiểm, và nếu mà chúng ta vẫn cứ tiếp tục xoay trong một cái cơn men và vẫn tiếp tục mua ở những cái vùng đỉnh như thế này thì chúng ta sẽ ôm hận. Và nếu như những nhà đầu tư nào đã mua ở đây đúng không ạ, thì phiên ngày hôm nay là đã ôm hận rồi, bởi vì là đã bị sàn rồi, và cái lực bán thì nó cũng chưa thực sự là mạnh. Nhưng mà với cái cách mà tạo lập phân phối, các anh chị đừng có nghĩ rằng là phải khi nào nó bán thật mạnh thì khi đó mới là phân phối. Có những cái cách phân phối người ta phân phối rất âm thầm, lặng lẽ đó, lặng lẽ đêm Sapa đó, và đến lúc là một cái chết rất là nhẹ nhàng đó, một cái chết rất là nhẹ nhàng. Có những cái chết thì quằn quại và rất là sốc, nhưng có những cái chết rất nhẹ nhàng, nó ru ngủ nhà đầu tư, ru ngủ chúng ta đúng không ạ, và chúng ta cần phải tránh những cái sự ru ngủ đó. Ok, thêm một mã cổ phiếu, hai mã cổ phiếu, ba mã cổ phiếu về nhóm ngành chứng khoán. Thì hiện tại Hùng Lê đang đang nhìn thấy thằng SSI, chúng ta sẽ nhìn, xin lỗi cả nhà, đây là thằng HCM. Thì cái tính tạo lập của thằng HCM trong lịch sử các anh chị có thể nhìn thấy đây, cũng đánh một cái nhịp sóng, khi mà nó vào một cái nhịp sóng lớn thì nó đánh rất là hung hãn luôn, đánh từ đâu đó vùng 12 và lên đến tận vùng 40, tức là nhân 3. Thì trong cái nhịp sóng này thì Hùng Lê cũng đang 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 với các anh chị nhé, cái từ đang nó hơi hơi mường tượng một tí, tức là đang kỳ vọng một cái điểm sóng lớn của thằng HCM. Và cái điểm sóng lớn này nó sẽ phải xuất phát điểm từ đâu? Đó là đầu tiên nó phải tạo được cái vùng đáy ở cái vùng 12 đến vùng 14, và sau đó làm cái điểm xây nền, mà Hùng Lê phải tiếp tục quan sát cái điểm xây nền để có sóng lớn hay không, đó là ở khoảng vùng 16. Vùng 16 này sẽ là cái vùng mà sẽ xác nhận rằng là ông có thể có một cái sóng lớn hay không. Thì đối với HTM ở trong cái thời điểm hiện tại Hùng Lê đánh giá khá là cao rồi, khá là cao rồi, và mục tiêu đầu tiên đó là HTM sẽ đánh chạm vùng 22 trước. Về mặt tín hiệu kỹ thuật thì bây giờ Hùng sẽ mô phỏng thế này để cho tất cả anh chị em của chúng ta có thể nhìn thấy một cái cách đi đó. Thì HTM có thể là sẽ phải test lại cung ở khoảng vùng 17.5 đến vùng 17. Đây là một cái điểm nhấn cung rất là quan trọng mà chúng ta cần phải quan sát. Nếu như thị trường chung giảm, HTM vẫn không bị gãy ở cái vùng kỹ thuật ở đây, thì như thế là một cái sóng lớn nó sẽ đang vào đối với mã cổ phiếu HCM, và chúng ta sẽ đánh tổng lực mã cổ phiếu này. Và ông Lê sẽ có những cái cập nhật liên tục ở trên team để cho các anh chị chúng ta có được những cái hình dung tốt nhất. Và đối với khi mà cổ phiếu HCM không gãy vùng 17.5, vùng 17 đến vùng 17.5 cơ bản là cái vùng đệm ở đây, thì chúng ta sẽ có một cái target đầu tiên đó, target tiếp theo, xin lỗi cả nhà, bởi vì là HCM Hùng Lê đã khuyến nghị để mua để đạt được cái target 18 rồi đó. Và từ cái vùng này thì chúng ta sẽ có ở vùng 22, và vùng 22 chỉnh giảm lại kỹ thuật một tí, và sau đó thì sẽ có những điểm đánh bứt kênh. Sau điểm đánh bứt kênh đó thì chính thức là cổ phiếu này có thể sẽ bước vào một cái trend xu thế trung hạn. Thì rất nhiều, nếu mà cái anh nào ngoài đấy anh xem thì anh ấy bảo là Hùng Lê bắt đầu phân tích ông này là gà hóa rồng. Thì đấy là những cái dự báo sớm của Hùng Lê thôi, có thể nó sẽ không đi được đến như thế này, nhưng ít nhất là những cái tín hiệu kỹ thuật ở đây để đảm bảo chúng ta có được một cái quy trình vận hành về cổ phiếu, đúng không? Có đúng có sai, đấy là những định hướng sớm. Cùng với đó là SSI, thì chúng ta xem lại những cái tạo lập của SSI trong lịch sử cũng hoàn toàn tương tự như vậy. Những cái trận đánh lớn của SSI khi SSI vào sóng thì cũng đánh rất là kinh khủng luôn. Ở chỗ này là từ vùng bao nhiêu đây anh chị? Anh chị xem lại chờ một tí. Đánh từ cũng từ vùng cho là vùng 16 đi mà lên đến tận vùng 35, tức là cũng gần như là 100% đó. Thì đến thời điểm hiện tại là SSI cũng đã bết bát lắm rồi, nói chung là cực kỳ bết bát rồi, và Hùng Lê đã quan sát được những cái vùng hỗ trợ của SSI ở đây. Và cái điểm mà để giúp cho Hùng Lê nhận diện một cái sóng lớn của SSI đến thời điểm hiện tại có thể đó là cái nền này, chính là cái nền 13 đây, sẽ là một cái nền mà giúp cho Hùng Lê có được những cái định lượng về sóng lớn của SSI. Về mặt tín hiệu kỹ thuật thì nó cũng hoàn toàn tương tự như SSI. Trong những cái kịch bản mà Hùng Lê phân tích ở đây thì SSI ở cái vùng
16, tức là cái target tiếp theo kỳ vọng ở vùng 16. Thì trong phiên ngày thứ hai và phiên ngày thứ ba tuần tới, bây giờ chúng ta sẽ dò tìm, tức là cái vùng SSI 14 là hoàn thành rồi các anh chị nhé, không bỏ cái này đi. Kỳ vọng vùng lên là SSI đánh chạm vùng 14. Thì đầu tiên ở trên là vùng 14 và dưới này là vùng 13.6.5. Vùng này không gãy, đó, vùng này không gãy, tức là chúng ta lại tiếp tục có một cái hình vòng cung như này. Vẽ lại các anh chị nhé. Đưa nó sang đây cái. Một số các anh chị bảo ông này ông vẽ lắm thế. Vẽ nhăng vẽ cuội, vẽ toàn vẽ lung tung. Nhưng mà cái vẽ lung tung này hay phết đấy các anh chị. Thứ nhất là nó trực quan. Nó trực quan để cho cái mũi tên này dài quá nhỉ, vẽ mũi tên ngắn ngắn. Nó trực quan để cho những anh chị em mà mới đầu tư là người ta biết được, tức là mũi tên xanh là sóng lên, mũi tên đỏ là sóng xuống, và những cái điểm vùng lên vẽ như này đấy là những cái điểm hỗ trợ để chúng ta có thể canh để chúng ta mua. Đó, rất trực quan. Đó, hết lòng vì nhà đầu tư, mà nhà đầu tư không tiến bộ được nữa thì thôi Hùng Lê cũng chịu. Thì đối với SSI cũng như vậy, SSI Hùng Lê cũng đang mường tượng, có một cái tưởng tượng trong tương lai thôi, có một cái sóng lớn và có thể đánh chạm vùng 16, sau đó sẽ chỉnh lại một tí và chỉnh lại ở một cái điểm kỹ thuật ở đâu đó ở đây, và chúng ta sẽ tính toán một cái điểm bứt kênh để đi vào một sóng lớn của SSI. Thì Hùng Lê sẽ tiếp tục có những cái cập nhật tiếp theo. SHS cũng là một cái mã cổ phiếu tạo lập tương đối mạnh đó, các anh chị nhìn thấy chưa? Đây, bây giờ chúng ta sẽ nói đến câu chuyện về SHS, có đúng là Hùng Lê phân tích như thế này không ạ? Chạm vùng 10 đây, cái vùng này thì giảm, giảm về đâu ạ? Giảm về vùng 7.5, về vùng 7.5 không gãy. Đây là những cây nến không gãy các anh chị nhé, 7 không gãy này, được chưa? Kéo lên tiếp tục có một cây không gãy này, và tất cả những cái điểm này bắt đầu siết chặt đi ngang, và phiên này là cái phiên phát đi tín hiệu là cổ phiếu này bắt đầu tăng lên. Thì không gãy 7.5 thì lại đánh chạm vùng đây ạ, các anh chị nhìn thấy cái hình vòng cung này, mục tiêu của Hùng Lê là 9.5 thì đã đạt vùng 9.5. Và khi đạt vùng 9.5 thì như thế nào các anh chị? Có dễ không ạ? Nghe như là học vở lòng, học lớp 1. Đó, chạm 9.5 thì lại chỉnh. Còn làm gì nữa? Chỉnh thì bây giờ ta lại dò tìm lại vùng giá mục tiêu của chúng ta ở dưới này. Lại vẽ cái hình này, hình xanh xanh kiểu giống như kiểu chúng ta. Cái hình này nó giống như kiểu cái gì các anh chị nhỉ? Như cái rổ ấy, chúng ta hứng trứng, hứng trứng, đúng không? Hứng trứng. Đấy, mà hứng mà nếu mà trứng mà nó mạnh quá mà nó rơi tọt qua cái rổ này thì thôi chúng ta bỏ qua, còn nếu mà không không gãy nó vẫn nằm ở trên cái rổ này thì chúng ta lại tiếp tục chúng ta mua để chúng ta đầu tư ở một cái trend mới. Thì cơ bản SHS trong thời điểm hiện tại tạo lập của SHS thì nó cũng rất là kinh khủng, nhưng trong thời điểm hiện tại có thể là thiên thời địa lợi và nhân chưa hòa. Đó, thì nhân chưa hòa nên là đang phải đi ngang, và đi ngang sau một cái thời gian tích lũy ở đây, thì Hùng Lê khi mà cổ phiếu này bứt ra có những con sóng lớn thì Hùng Lê sẽ tiếp tục phân tích. Còn cơ bản trong thời điểm hiện tại là Hùng Lê chỉ phân tích những cái điểm sóng ngắn để chúng ta ăn ngắn, chúng ta chốt ngắn, được chưa? Rồi, ok, chúng ta sẽ đi phân tích ngành thép Hòa Phát HPG. Bản thân Hòa Phát thì Hùng Lê đã dừng phân tích ở trên team. Bởi vì sao? Bởi vì nó đã hoàn thành cái kỳ vọng của Hùng Lê, đó là kỳ vọng maximum ở khoảng vùng giá 24 và min min ở khoảng vùng giá 23.5. Đây là cái vùng kỳ vọng của Hùng Lê. Thì theo những cái suy luận và những cái phán đoán của Hùng Lê thì cổ phiếu sẽ bắt đầu có những cái điểm phân phối dần ở vùng 23.5 đến vùng 24. Và sau đó những cái điểm phân phối dần thì cổ phiếu sẽ bắt đầu bước vào một cái điểm rơi. Và cái điểm mà để giúp cho chúng ta nhận diện được cái điểm rơi của cổ phiếu đó là vùng 23. Trường hợp nếu như mà Hòa Phát bị bay mốc 23, à không phải các anh chị, hình như đâu đây này, 23.2 gì đấy, nhưng mà nói chung là khoảng vùng 23, với lượng vốn bán đạt khoảng tầm độ 10 trên 10 triệu cổ phiếu thì chúng ta nhanh chân lên. Anh chị nào mà chúng ta đang còn thì chúng ta bán đi, bởi vì như vậy là chúng ta đã hoàn thành mục tiêu của Hòa Phát ở vùng giá 23.5 đến vùng giá 24. Ok, thêm một mã cổ phiếu nữa, Hoa Sen, là gọi là vượt vượt ngoài kỳ vọng, bởi vì trong cái phân tích của ông Lê thì Hoa Sen có một cái kịch bản ở đây nữa là sẽ đánh
cái điểm chạm vùng 8.5. Chạm vùng 8.5 thì nó sẽ bắt đầu nó phân phối, nhưng trên thực tế là cổ phiếu này đã kéo lên đến vùng 9, thì như vậy là vượt kỳ vọng, và vượt kỳ vọng thì chúng ta cũng nên out, bởi vì các cụ nói rồi, biết đủ là đủ, không biết đến khi nào là đủ cả. Lòng tham của con người trên thị trường chứng khoán nó là vô cùng, và chính lòng tham đó đã giết chết chúng ta. Rất nhiều những anh chị sao đến cái vùng này chúng ta vẫn cắm đầu cắm cổ để chúng ta mua, mua để làm gì? Mua để về sau đó ăn thì không được bao nhiêu, mà khi nó gãy thì ok, chúng ta sẽ chết rúi chết rụi, đúng không ạ? Và chúng ta lại đổ tội cho là thị trường chứng khoán là cờ bạc gạo rồi vân vân và vân vân. Thì đấy là những cái yếu tố mà chúng ta cần phải lưu ý đối với Hoa Sen. Hùng Lê cũng đã hết phân tích ở trên room. Nam Kim riêng đối với Nam Kim thì Hùng Lê đang kỳ vọng ở một cái điểm kỹ thuật ở đây, đó là vùng 8 đến vùng 8.5 chưa đạt. Thì đối với Nam Kim, chúng ta có được cái vùng hỗ trợ của Nam Kim ở đây đó là khoảng vùng 7. 7, anh chị lưu ý. Nếu như vẫn giữ được ở trên vùng 7 này thì chúng ta sẽ có kỳ vọng ở vùng 8 đến vùng 8.5. Nếu như bị gãy vùng 7, tức là nó gãy chung với cả, các anh chị lưu ý nhé, khi mà chúng ta phân tích một cái target thì nó phải là cái sóng lên của cả ngành thép. Đó, sóng lên của cả ngành thép. Trong khi đó bây giờ nếu như Hòa Phát và Hoa Sen bắt đầu chỉnh thì Nam Kim không phải một mình, nó không thể lầm lũi nó đi được. Và chắc chắn là Nam Kim sẽ gãy vùng 7, như vậy là cái target nó chỉ đạt được đâu đó cái kỳ vọng của chúng ta ở khoảng vùng trên 7 một tí, 7.35, 7.4 ở đây, đúng không ạ? Gãy 7 thì cổ phiếu này nó lại có xu hướng tích lũy lại nền thấp hơn ở dưới này. Và sau đó thì chúng ta sẽ tiếp tục phân tích cập nhật. Bây giờ là 4 giờ 43 phút chiều nay thì Hùng Lê ok vẫn còn thời gian, chúng ta sẽ phân tích tiếp nhóm ngành xây dựng HDC. HDC thì cũng chưa, cơ bản là cũng chưa có gì các anh chị nhé. Đây là vùng kháng cự, thì bây giờ cổ phiếu này đang kháng cự 18 thì đang cố vượt kháng cự. Vượt được vùng 18 thì chúng ta có vùng 20. Và đối với mã cổ phiếu này thì Hùng Lê phân tích từ những cái nền hỗ trợ khoảng nền 16, nền 16. Còn lên đến cái vùng trong chênh này thì chúng ta không 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 mua bán gì nữa. Ai có hàng thì chúng ta chờ thôi, chúng ta không có mua bán gì đấy cả. DPG Đạt Phương. Đối với Đạt Phương vẫn một cái vùng tích lũy đi ngang, chưa có gì đột biến. Chúng ta phân tích hai mã cổ phiếu khá là quan trọng hơn ở cô tích công CTD. CTD là một cái mẫu hình rất thành công của team Hùng Lê, đó là khi mà Hùng Lê phân tích ở những cái điểm hỗ trợ kỹ thuật ở vùng 55 và những cái điểm gãy ở những cái điểm hỗ trợ ở đây, đúng không? Những cái điểm hỗ trợ ở đây ở vùng 60 60 đến vùng ở đây vùng 60 không gãy, đây những cái hình vòng cung này, và tiếp tục đánh lên vùng 70, và đến vùng 70 thì gần như là cổ phiếu này không giữ được, tức là đã kéo qua vùng 70 đúng không ạ, và không giữ được ở vùng 70, và như vậy là cổ phiếu lại phải trả cung lại. Thì trả cung lại thì lại trả về vùng 65. Chúng ta sẽ quan sát những cái động thái vận động của vùng 65. 65 không gãy thì phải công lại vùng 70. Công vượt thoát được vùng 70 thì đâu đó đánh về vùng 75 đến vùng 80. Và khi cổ phiếu này vượt thoát được cái vùng ở trên này thì chúng ta mới bắt đầu tính toán được một cái kênh xu thế chung và dài hạn của cổ tích công. Tức là cổ phiếu đã bước vào một cái trend dài. Và khi bước vào một cái trend dài thì nó sướng lắm các anh chị. Hùng Lê, khi mà Hùng Lê đã phân tích và Hùng Lê đã xác nhận được một cái trend dài cổ phiếu thì cứ thế là cổ phiếu nó lên thôi. Gặp hỗ trợ, đó, đây, đây chính là những cái điểm gặp hỗ trợ chúng ta mua vào. Chúng ta công lên, gặp hỗ trợ chúng ta mua vào, chúng ta công lên, gặp hỗ trợ chúng ta mua vào, chúng ta công lên. Đó, thì đây là một cái đường đi rất là tuyệt vời khi mà chúng ta bắt được những cái sóng lớn. Ấm ấm no luôn, đúng không ạ? Cổ phiếu VCS thì cũng hoàn toàn tương tự như vậy. VCS là chúng ta kỳ vọng phải đánh vượt thoát được vùng 65.5 đến vùng 66. Trên thực tế là trong tuần vừa rồi VCS đã đánh vượt thoát, tuy nhiên là cuối tuần thì lại đẩy lại về. Và đẩy lại về như thế này thì chúng ta lại phải có một cái điểm tích lũy nền thấp hơn ở dưới này để chúng ta kiểm tra lại cung cầu của cổ phiếu ở đây. Đó, cung cầu của cổ phiếu ở đây và tích lũy lại. Bởi vì là xu hướng thị trường thì Hùng Lê dự báo là thị trường của chúng ta sẽ chỉnh đấy, sẽ có vấn đề đấy. Chính vì vậy nên là trong cái phiên ngày hôm qua Hùng Lê đã khuyến nghị chúng ta bán và đưa cái tỷ trọng về 50-50, và phiên ngày hôm nay thì không có còn khuyến nghị mua mới nữa, gần như là như vậy, chúng ta canh để chúng ta chốt. Thì VCS sẽ rơi chung với cái điểm rơi của thị trường chung của chúng ta, tí nữa thì Hùng Lê sẽ nói đến thị trường chung. Và như vậy thì VCS sẽ có những cái điểm tích lũy nền lại ở những vùng thấp hơn, khoảng vùng 60, 60 đến vùng 61, và chúng ta sẽ quan sát kỹ ở cái điểm này đối với mã cổ phiếu VCS.
chúng ta phân tích một số các cái nhóm ngành cơ bản khác nữa thôi, và chúng ta sẽ dừng bản tin ở đây, bởi vì là chiều nay thì Hùng Lê sẽ có một tí công việc, Hùng sẽ điểm qua nhanh thôi. DRC mục tiêu lên vùng 22, nhưng mà trong tuần thì lên được 20, sau đó lại test gãy lại, và với những cái điểm 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 gãy như này, dòng tiền đang cắm đầu đi xuống và không giữ được cái vùng 19, thì xu hướng là lại tích lũy nền lại ở vùng thấp hơn ở đây, đó là vùng 18. PHR thì cũng đang kỳ vọng một cái sóng, gọi là cái sóng dài. Tuy nhiên cái vùng muốn có sóng dài hay không thì cái vùng vùng 48 này các ông phải đánh qua đã, nhưng mà vẫn chưa đánh qua được thì cổ phiếu lại thủ lại ở vùng 43.5. Đây là điểm hỗ trợ, chúng ta tiếp tục quan sát PHR ở vùng 43.5. GVR thì như nào? GVR thì hoàn thành mục tiêu rồi các anh chị, hoàn thành mục tiêu ở vùng giá 13. Đây, các anh chị có thể xem lại những cái bản tin phân tích của này ở tuần trước đây, ở vùng ở 13, 13.13 chấm ở đây. Thì về các bạn là khi hoàn thành ở đây thì chạm kháng cự thì cổ phiếu nó lại rơi lại, và theo Hùng thì nó rơi một cái kịch bản đi của ông này như thế này thì nó cũng sẽ là hợp lý. Rơi lại thì lại rơi lại về khoảng vùng 11, vùng 11 tích lũy lại thành công thì chúng ta lại tiếp tục có một cái sóng đi tiếp theo của GVR. Đó, chạm hỗ trợ chúng ta mua, chạm kháng cự chúng ta bán. Nhóm ngành khu công nghiệp thì chúng ta sẽ phân tích những cái mã cổ phiếu mà đã khuyến nghị mua, SZL. Bản thân SZL thì ai chà, về đến vùng này ngắn hạn SZL lại phải thủ rồi, phải thủ lại rồi, bởi vì cái vùng 40 này là cổ phiếu không 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 tích lũy thành công được, thì như vậy là xu hướng cao là cổ phiếu này lại phải thủ lại như này. Thủ lại đây là khoảng vùng 37.5, không gãy vùng 37.5 tích lũy ở đây thì chúng ta sẽ tiếp tục có một cái nhịp ở đây, thì cùng lên sẽ tiếp tục cập nhật mã cổ phiếu SZL. Thêm một mã cổ phiếu nữa, đó là mã cổ phiếu TIP. TIP TIP thì chúng ta đang kỳ vọng một cái sóng dài, và bản thân khi TIP gặp phải cái kháng cự 20 đây, kháng cự 20 đây thì đã bị dội lại, dội đầu quay trở lại như này, thì chúng ta lại phải chờ TIP lại ở khoảng sâu nhất ở khoảng vùng 18 các anh chị nhé, tích lũy lại. Bản thân tạo lập của TIP ở trong một cái nhịp đánh lịch sử ở đây thì TIP đánh rất là ok, rất là khỏe, nên là cái mã cổ phiếu TIP này thì chúng ta vẫn tiếp tục kỳ vọng và sẽ tiếp tục có những cái đánh giá tiếp theo. Mã cổ phiếu ITA và KBC. ITA thì đang kỳ vọng về đâu ạ? ITA thì đang kỳ vọng về vùng 2.8 đến vùng 3. Kỳ vọng vùng 3, nhưng mà vùng 2.8 này nó cũng có một kháng cự nhỏ nhỏ của vùng 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 2.8, và phiên ngày hôm nay là phiên rơi chung của thị trường thôi. Với những tín hiệu như thế này thì ITA lại phải thủ lại thôi, phải thủ lại vùng 2.5. Thủ lại vùng 2.5, vùng 2.6. KBC kỳ vọng lên 14, đạt được cao nhất được đâu đó khoảng vùng 3.5. Tín hiệu hiện tại dòng tiền đang bị suy yếu đi, như vậy là lại giống một cái nhịp ở bên này, lại phải thủ lại thôi, không lên được là phải thủ lại thôi, không còn con đường nào khác. Tích lũy lại ở vùng đây, vùng 12, biên trên 12, và chúng ta sẽ có những cái đánh giá tiếp theo. Một cái mã cổ phiếu mà Hùng Lê cũng đang rất quan tâm đến nó, đó là SNZ. Bản thân SNZ thì đã có một cái nhịp đánh dẫn lên ở đây, và sau đó thì Hùng Lê đang dò tìm lại cái vùng giá mục tiêu 22 đến vùng 23, và trong phiên ngày hôm nay thì SNZ cũng đang đi lại trong cái biên này đó, đi lại trong cái biên này thì chúng ta sẽ quan sát tiếp, và với nếu như mà thị trường chung chỉnh thì cổ phiếu này sẽ đâm về khoảng vùng 20, và chúng ta sẽ dò tìm cái vùng, tức là phụ thuộc vào cái xu thế thị trường, thì chúng ta sẽ canh để chúng ta mua. Và đối với SNZ, cái cơ hội đầu tư của mã cổ phiếu này là còn, vấn đề là chúng ta sẽ lên thuyền ở cái vùng giá nào ở đây, bởi vì những yếu tố tạo lập của mã cổ phiếu này cũng rất là ok. Sau những cái nhịp đánh dẫn lên ở đây, chúng ta không việc gì chúng ta phải mua đuổi cả, chúng ta sẽ chờ những cái vùng, một là trong vùng 22 hai là vùng 20, thì chúng ta sẽ bám sát cái động thái tiếp theo của phiếu này. Thủy sản ngày hôm nay thì bị chốt tưng bừng rồi. Nó tại sao bị chốt tưng bừng? CMX. CMX hoàn thành target các anh chị nhé, hoàn thành target vùng 18. Hoàn thành 18 rồi thì chỉnh thôi.
sàn CMX5 sàn đó. Vậy thì đây chúng ta sẽ xem luôn xem là CMX chúng ta có phải đúng phân tích như vậy không. Không chát 3 ngày 5 ngày phân tích ở bên 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 room kia, không phải ở, ở trên room không chát này. CMX thì hết cơ hội rồi, trong team của Hùng Lê thì chốt đâu đó 3 4 5 cây trần VHC. Đó, bản thân Vĩnh Hoàn thì Hùng Lê cũng có phân tích ở một cái ngưỡng cản của Vĩnh Hoàn ở khoảng vùng 33. Mạnh hơn thì có thể kéo về vùng 33 34 ở đây, và sau đó thì Vĩnh Hoàn sẽ cần phải chỉnh lại và chỉnh lại, đang dò tìm cái vùng giá mục tiêu của Vĩnh Hoàn khoảng vùng 29.5 ở đây, và từ đây cổ phiếu test tích lũy thành công thì chúng ta lại tiếp tục chúng ta canh để chúng ta mua. Cổ phiếu thủy sản MPC, thủy sản Minh Phú, Hùng Lê đã có một cái quá trình phân tích ở đây. Ở những cái vùng hỗ trợ vùng 22 đến vùng 23 ở đây này, và tích lũy thành công ở đây thì chúng ta đang kỳ vọng ở một cái nhịp đánh của MPC chạm vùng 3x. Và sau những cái điểm vượt thoát chạm đến vùng 28 thì MPC lại đã có những cái điểm chỉnh kỹ thuật trở lại, thì như thế thì chúng ta sẽ xem ở như này. Đó, như thế này tức là có thể chỉnh lại khoảng vùng 25. Sâu hơn ở khoảng vùng 25.5. 25.5. Đó, khoảng vùng 25.5, và từ đây test tích lũy thành công thì chúng ta lại có một cái đây, có một cái nhịp đây đi lên xanh xanh như này. Mục tiêu của MPC thì cũng không có gì thay đổi cả, vẫn là một cái trend lên và đang kỳ vọng ở khoảng vùng 3x nếu như không gãy vùng 22.5. Ok, thủy sản thì chúng ta sẽ chỉ có đảo qua như thế thôi. Nhóm ngành Viettel thì cũng sẽ đảo qua hai mã cổ phiếu khá là quan trọng. VGI. Ở VGI đó, sau mục tiêu thì vẫn đang lên vùng 3x, và những cái điểm 3x có lên được hay không thì đây cái vùng này ta vẽ đây. Ta đang chờ xem là những cái điểm test tích lũy có thành công hay không, đó là ở khoảng vùng 26.5. Ở vùng 26.5 này không gãy thì chúng ta sẽ có một cái cơ hội đi lên ở đây của VGI. CTR thì sao? CTR sau những điểm hoàn thành mục tiêu của chúng ta ở vùng 40, vùng 40 này tích lũy thành công thì Hùng đang có tiếp một target của thằng này ở vùng 45. Với những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì cơ bản khả năng đạt 45, chúng ta canh để chúng ta chốt những cái điểm mua chúng ta gần như chúng ta không còn nữa. Công nghệ thì FPT Hùng Lê đã phân tích rồi. DGW thì gần như là vượt xa ngoài kỳ vọng. Hùng Lê kỳ vọng DGW có những cái nhịp đánh ở đâu đó khoảng vùng 26 26.5, đến đây thì sẽ là những cái điểm mà chúng ta sẽ canh để chúng ta phân phối hàng, và bản thân thì DGW đang có những cái điểm kéo lên đâu đó gần chạm vùng 20 28, tức là gần chạm vùng đỉnh cũ ở đây. Thì các anh chị chú ý đó là những cái điểm tạo lập của DGW nó rất là hay, tức là khi đánh là đánh lên rất là dốc, nhưng khi phân phối các anh chị nhìn thấy đây chúng ta có những cái nhịp phân phối, thì đây cũng đang có cảm tưởng đây đang là tạo lập và đội lái đang phân phối dần cho những nhà đầu tư cá nhân nhỏ lẻ là bắt đầu mua vào đây. Thì Hùng Lê cũng không hiểu tại vì sao mà chúng ta lại mua vào đây, đúng không ạ? Không hiểu tại vì sao mà chúng ta lại mua vào đây. Chúng ta mua ở đây là chúng ta vô hình dung là chúng ta đang mang về tất cả những cái rủi ro về cho chúng ta. Ok, như vậy là Hùng Lê vừa mới phân tích điểm qua nhanh ở tất cả các mã cổ phiếu mà trụ của chúng ta và những cái nhóm ngành khá là quen thuộc. Thì chúng ta sẽ nhìn lại đối với Dow Jones thì về cơ bản là Dow Jones sẽ có những cái nhịp test tích lũy lại ở khoảng vùng 22.500 điểm. Thì đây phiên ngày hôm qua thì đã có một phiên test lại như vậy, chỉ số Dow Jones F thì đang đi ngang ở cái biên khoảng vùng 23.000 23.000 cho lên đến đây, chưa có những cái tín hiệu đột biến chỉ số Hang Seng. Phiên ngày hôm nay cũng xu hướng là sẽ đi ngang, xu hướng của chỉ số này đi ngang chỉ số Nikkei thì khả năng là sẽ xu hướng giảm giá. Sen 2 thì cũng cơ bản là xu hướng giảm giá khi mà có những cái động thái, có những cái sự suy yếu nhất định.
Như vậy sang tuần tới thì chỉ số chứng khoán Mỹ cũng như chỉ số chứng khoán châu Á sẽ gặp khá là nhiều các yếu tố về khó khăn, thì đấy là những cái mà chúng ta đã lường, chúng ta phân tích và chúng ta nhận định trước. Còn đối với chỉ số VN Index của chúng ta, tại vì sao Hồng Lê đã bắt đầu khuyến nghị chúng ta là chúng ta bán và đưa về tỷ trọng ngày hôm qua 50-50, và phiên ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục chúng ta canh để chúng ta ra dần hàng và chúng ta không mở điểm mua mới. Bởi vì Hùng Lê nhận thấy rằng là khi trong một cái điểm tăng lên của VN Index ở đây, chúng ta thấy rằng là VN Index, các anh chị chờ một tí, xóa cái này. Khi mà VN Index tăng lên thì chúng ta thấy là có 1, 2, 4 phiên, 4 phiên VN Index chúng ta không đẩy được qua vùng 835 điểm. Mặc dù dòng tiền rất là tốt, dòng tiền tiếp tục vào nhưng mà không đẩy qua được 835 điểm, thì chúng ta cần phải đặt câu hỏi là vì sao, đúng không? Vì sao dòng tiền tốt như vậy mà chỉ số này không tiếp tục đi được, và chỉ số này đi ngang, và chính cái sự đi ngang này thì chúng ta đang nhìn thấy rằng là khi mà chỉ số đi ngang thì Hùng Lê có chia sẻ rồi, sau một cái quá trình mà chỉ số đi ngang đó, sau một quá trình tăng và chỉ số đi ngang thì chúng ta phải bắt đầu thận trọng, bắt đầu có những cái thận trọng ở đây. Thì về cơ bản đó là cái biên ở 819 đến 835 điểm trong tuần tới, các anh chị lưu ý giúp Hùng Lê, đấy là cái biên để giúp cho chúng ta định lượng lại thị trường. Và trong ngắn hạn thì Hùng Lê đang nhìn thấy là các nhóm ngành đang rơi vào vùng quá mua, và thường khi mà thị trường chung đã rơi vào vùng quá mua, và khi các nhóm ngành khác rơi vào vùng quá mua thì cái xu hướng nó phải trả lại về cái vùng cân bằng, trả lại về vùng cân bằng rồi thì chúng ta sẽ có những cái điểm phân tích và những cái điểm mua tiếp theo. Thì đối với VN Index của chúng ta lưu ý là vùng 800 cho 820 đi, 819, 85. Chúng ta sẽ quan sát ở cái vùng này. Và khi mà trường hợp nếu như sang tuần tới VN Index của chúng ta phá vùng 820 thì như thế là cái tín hiệu xác nhận chính thức là VN Index của chúng ta sẽ chỉnh trong ngắn hạn, và chỉnh về đâu thì lúc đó thì Hùng Lê lại cần phân tích, và lúc đó chúng ta cần những cái tín hiệu kỹ thuật để chúng ta có được những cái phân tích định lượng tiếp theo. Còn bây giờ chúng ta sẽ quan sát VN Index ở trong cái biên 820 đến 835 điểm. Và về xu thế chủ đạo thì Hùng Lê thiên về kịch bản là thị trường chúng ta cần chỉnh để chúng ta tích lũy lại, nghỉ ngơi lại trước khi mà có thể chạy tiếp. Đối với phái sinh thì trong tuần vừa rồi rất là tuyệt vời, đó là Hùng Lê đã có những cái điểm phân tích long và short ở trong phiên rất là ok. Và Hùng Lê tìm được cái vùng hỗ trợ 750 và cái vùng kháng cự 773, chính vì vậy nên là chúng ta đánh phái sinh rất là hay, 750. Đó, chúng ta có thể nhìn thấy những cái điểm xuất hiện 750 xuất hiện rất là nhiều ở trên 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 team. Và đối với kịch bản của phái sinh thì chúng ta chú ý rằng là tuần tới là sẽ là tuần đáo hạn về hợp đồng phái sinh. Vì vậy nên là bây giờ cái việc mà trong cái phiên đáo hạn hợp đồng phái sinh đó thì đội short hay là đội long, thì chúng ta sẽ tiếp tục cập nhật phiên ngày thứ hai và phiên ngày thứ ba để chúng ta có được những cái định lượng. Và về cơ bản đến thời điểm hiện tại thì Hùng Lê vẫn đang phân tích VN30 hợp đồng phái sinh trong cái ngưỡng hỗ trợ 750 đến 777 773 điểm ở đây, và các cái điểm long và short nó sẽ xen kẽ nhau. Và cái thời điểm hiện tại thì phái sinh đã bắt đầu khó 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 đánh rồi, bởi vì là nó cũng đến những cái thời điểm rất là nhạy cảm của thị trường, đó là chuẩn bị đáo hạn hợp đồng phái sinh. Đối với chỉ số VN30 thì Hùng Lê kỳ vọng ở vùng 800 điểm. Tuy nhiên với những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại của tuần vừa rồi thì cái chỉ số này đang có những cái dấu hiệu suy yếu, tức là không đi được nữa. Và cái phiên kết tuần thì chỉ số này đang có dấu hiệu tức là tạo thành một cây nến đỏ đặc, chưa phải là đỏ đặc dài, nhưng mà điều này cũng cho thấy rằng là cái xu hướng của thị trường của chúng ta đang gặp những áp lực chỉnh ngắn hạn ở trước mắt. Đối với dòng tiền thì cũng đang có cái xu hướng suy yếu dần, thì đấy là những cái yếu tố mà giúp cho chúng ta nhận diện được trong ngắn hạn. Ok, như vậy là tuần tới sẽ là một cái tuần giao dịch rất khó khăn, đầy biến động bởi vì đáo hạn hợp đồng phái sinh và rất khó lường. Chính vì vậy nên là Hùng Lê đã có những cái khuyến nghị trong team của Hùng Lê, đó là chúng ta sẽ đưa về những cái tỷ trọng an toàn để chúng ta bảo toàn được cái lợi nhuận của cái sóng vừa qua. Rất nhiều những nhà đầu tư trong sóng lên chúng ta đã rất thành công, tuy nhiên chúng ta không bảo toàn được lợi nhuận, và chúng ta tiếp tục say men chiến thắng, chúng ta tiếp tục lao vào
thị trường và lại bị một cái sóng giảm nó đánh quật cho chúng ta một nhát, như vậy là chúng ta lại hết lãi. Như vậy là giã tràng xe cát Biển Đông. Chính vì vậy nên khi chúng ta lãi rồi, chúng ta đã ăn được một con sóng rồi, chúng ta hãy đóng trạng thái tài khoản để chúng ta nhìn ngắm lại cái thành quả của chúng ta trong cái thời gian vừa qua, đúng không ạ? Để chúng ta đi uống cà phê, để chúng ta đi gặp bạn bè, để chúng ta làm những công việc khác. Và sau khi chúng ta làm những công việc đó, thị trường chỉnh xong, chúng ta lại bắt đầu một cái hành trình mới. Thì thị trường chứng khoán là gì? Cái đúng sẽ nối tiếp cái đúng, cái sai sẽ nối tiếp cái sai. Nếu như chúng ta sai nhịp sóng này thì nhịp sóng sau chúng ta sẽ tiếp tục sai. Nhịp sóng này chúng ta đúng và chúng ta tuân thủ những cái kỷ luật, tuân thủ những cái phương pháp của chúng ta thì nhịp sóng sau chúng ta sẽ đúng. Ok. Xin kính chào tạm biệt quý anh chị nhà đầu tư và hẹn gặp lại cả nhà trong các bản tin tiếp theo. Đối với những mã cổ phiếu nào mà Hùng Lê chưa phân tích, các anh chị vui lòng để lại những cái dòng comment ở dưới các bản tin phân tích tuần, thì Hùng Lê sẽ có dành thời gian để chúng ta sẽ trả lời và sẽ phân tích cho các anh chị em của chúng ta. Và chúng ta vui lòng không để lại số điện thoại để xin vào team của Hùng Lê, bởi vì vào team của Hùng Lê thì team T0 thì hiện tại Hùng Lê đang lọc tất cả những anh chị broker để dành vị trí cho nhà đầu tư, bởi vì là cái team đó là hiện tại là đã full, đã bị tràn tràn team. Còn hai cái team, ba cái team hỗ trợ chuyên sâu gồm team nhận lệnh phái sinh, team phân tích chuyên sâu về cơ sở và phái sinh, và một team nhận các cái khuyến nghị không chat của admin, thì đấy là những cái team mà cần có những cái điều kiện cụ thể. Và các anh chị nếu như chúng ta muốn về với team của Hùng Lê thì chúng ta add Zalo của Hùng Lê và trao đổi với Hùng Lê để chúng ta có được những cái trao đổi cụ thể hơn. Còn vui lòng là chúng ta không để lại số điện thoại trên những dòng comment, và chúng ta chỉ để lại những dòng comment hỏi về cổ phiếu hoặc là có những cái lời chia sẻ động viên về mặt tinh thần đối với Hùng Lê. Xin chân thành cảm ơn cả nhà.